Thầy xin chào tất cả các bạn học sinh khối 9 trường Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh. À, chúng ta có biết chương trình ngày hôm nay là chương trình dành cho ai và của ai không ạ? Chúng ta có biết dành cho ai không ạ? Dành cho tất cả chúng ta đấy ạ. Một tràng pháo tay lớn lên nữa để cho sự hiện diện của ngày hôm nay. Chính vì dành cho tất cả chúng ta nên chúng ta hãy chuẩn bị tất cả tâm thái để đón nhận mọi thứ trọn vẹn nhất ạ. Và trước khi đến với chương trình ạ, để đón nhận trọn vẹn đó, xin kính mời các thầy cô, các bố mẹ và các con chuyển điện thoại về chế độ im lặng. Chúng ta tạm ngắt kết nối công nghệ để kết nối con người trong buổi tối ngày hôm nay. Tháng 6 nào cũng thật nhiều kỷ niệm, thật nhiều yêu thương. Nó như một dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành, tất cả cánh lên của các những ước mơ. Và đặc biệt, tháng 6 đẹp hơn nữa khi có ở đó sự tiếp nối yêu thương, tiếp nối trí tuệ. Và ở Trung Hạnh Trinh cũng vậy, bao nhiêu năm nay, mỗi sự kiện lễ trưởng thành và tri ân của các anh chị khối 9 luôn có sự tiếp nối của các em học sinh khối 8. Trước khi đến với những phần đặc biệt cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta đến với món quà yêu thương của học sinh khối 8. Xin mời. Đến làm đến tận 7 giờ tối mới về. Qua sự tham khảo ý kiến của cô Lương và sự dưới dắt của cô chúc các con thi tốt, đạt mọi ước mơ của các con. Một tràng pháo tay cho clip của các em lớp 8 đi ạ. Vâng ạ. Rất nhiều những khoảnh khắc đã được tổng hợp lại từ những năm đầu tiên lớp 6 bồi hồi cho đến hành trình ngày hôm nay. Và vừa rồi chúng ta hoài niệm trở về quá khứ, còn bây giờ chúng ta quay trở về với hiện tại. Xin kính mời tất cả các bố mẹ, các thầy cô chúng ta ngồi thẳng lưng, các con ngồi thẳng lưng. Ngồi thẳng lưng trên ghế, đưa tâm trí trở về hiện tại. Cảm nhận chúng ta đang ngồi trong một không gian bình an. Ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Sau những ngày nắng nóng, chúng ta đưa tay lên bụng đi ạ. Cảm nhận hơi thở, thở sâu nhẹ nhàng. Cảm nhận bụng đang xẹp xuống. Hít sâu, thở đều. Chúng ta thấy mình là một bông hoa tươi mát. Mỗi người sinh ra cuộc đời này là một bông hoa. Bông hoa ấy, nó không cần nhìn sang vườn bên cạnh để sống. Bông hoa nhìn vào chính mình, nó cắm rễ sâu vào lòng đất. Nó tự tin hút dinh dưỡng, và nó tự tin tỏa hương. Hương của các loài hoa không bay ngược chiều gió. Hương của người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Hít vào thật sâu, cảm nhận chúng ta là một hồ nước tĩnh lặng, không lao sao, không gợn sóng. Buông bỏ hết những mệt mỏi lo âu thường ngày, những giờ ôn thi tới tận nửa đêm, những lần giận dỗi cha mẹ, những nỗi buồn. Chỉ còn đây sự thảnh thơi tươi mát như mặt hồ. Khi mặt hồ tĩnh lặng sẽ soi tỏ mây trời. Khi tâm chúng ta tĩnh lặng, ta sẽ nhìn thấu chính mình, lắng nghe được chính mình. Hít sâu, thở đều. Khi ta lắng nghe được chính mình, ta sẽ lắng nghe được cuộc sống, lắng nghe được những người xung quanh. Và từ đó, sự nhiệm màu sẽ chảy vào quanh ta. Ta cảm thấy cuộc sống bình an lắm, tươi đẹp lắm. Hóa ra sự bình an ấy đã thường trực chúng ta mỗi ngày. Nhưng vì chúng ta quá lao sao như mặt hồ gợn sóng, ta đã đánh mất, ta đã bỏ quên. Và hãy dành những phút tĩnh lặng nhất trong một ngày, bây giờ và cả mai sau, luôn luôn giữ cho mình là một hồ nước tĩnh lặng. Hít sâu, thở đều, đưa tâm trí về với hiện tại. Trong không gian ngày hôm nay, có bố mẹ, thầy cô, có những điều mà 5 năm sau, 10 năm sau trôi qua, nó sẽ là một kho báu quý giá cho tất cả các con,
cho các bố mẹ. Vì thời gian trôi qua đâu có trở lại bao giờ. Những điều tốt đẹp nhất sẽ là động lực để chúng ta tiếp tục hành trình phía tương lai. Và bây giờ hãy mở mắt ra, hãy nhìn về phía tương lai cùng những học sinh và những người con yêu dấu của chúng ta. Tháng năm căng tràn sức sống, tình yêu. Những hạt mầm đã được thắp và ươm trong xuân ngọt lành, giờ cựa mình, kiêu hãnh bung bay. Tháng năm khép lại một chặng đường đã qua, mở ra cánh cửa mới trên hành trình cất cánh của mỗi ước mơ với tuổi học trò. Chúng con đã khôn lớn, trưởng thành từ những yêu thương. Tháng năm, mỗi học sinh trường Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh sẵn sàng bay lên, bay cao dưới ánh sáng mặt trời. Gửi tôi của 20 năm sau. Tôi ơi, bức thư này không phải là triết lý của một cô gái 15 tuổi đâu, mà nó là lời tâm tình chân thành chứa đầy ước mơ khát vọng đấy, vững chãi, chắc chắn như một cây sồi già và lanh lệ, linh hoạt đầy nhiệt huyết như một đóa hoa hướng dương. Đừng quên rằng, tôi của năm 15 tuổi đã mong đợi bản thân sẽ ngày càng thành công trong công việc và cả trong tâm hồn, trở thành một con người có ích cho xã hội, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết thấu hiểu cảm thông, biết giúp đỡ và biết nhận thức về giá trị của bản thân mình. Và đặc biệt, phải biết sống là chính mình, cống hiến hết mình đến khi không còn có thể tiếp tục. Thế nên, cậu ở 20 năm sau phải tự tin lên, yêu bản thân thật nhiều. Vì bản thân mình chỉ có một trên đời này thôi. Hãy luôn nhớ, vạn vật đều có vết nứt, đó cũng là nơi ánh sáng chiếu vào. Vậy nên hãy yêu những điều không hoàn hảo của bản thân đi nhé. Và nếu như trong cuộc sống cô gặp phải những khúc mắc, những nút thắt không thể gỡ, hãy biến nó thành một chiếc nơ sinh, để luôn tự hào về mọi điểm của bản thân mình cậu nhé. Ký tên Ma Quỳnh Chi. Từ thời thơ bé, tớ vẫn luôn ấp ủ trong lòng một ước mơ, một khát vọng mà tớ tin nó sẽ theo tớ hay chính cậu cả cuộc đời. Đó là trở thành một bác sĩ có thể cứu người, giúp đời. Rồi khi mà cuộc sống đủ đầy thì tớ sẽ làm thiện nguyện để giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ, khó khăn. Trên chặng đường dài, đầy thử thách để có thể với tới ước mơ, chắc chắn sẽ có những lúc cậu mệt mỏi, mọi điều không như ý muốn. Và tớ vẫn luôn tự hào về cậu khi đã nỗ lực hết sức mình. Dù cho mai sau cậu có trở thành ai thì tớ vẫn tin chắc rằng cậu sẽ cống hiến hết sức mình cho tổ quốc, cho xã hội và góp phần giúp giữ cho tình cảm yêu thương đùm bọc giữa người với người vẫn luôn ấm lòng. Gửi chính tôi trong tương lai. Cậu biết không, lúc trước cậu là một con người vô tâm và ích kỷ. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác. Cậu là một người máu lạnh mà ngay cả người thân của mình cũng có thể bác bỏ. Cậu là một người mà luôn không hài lòng với giáo viên của mình, luôn khó chịu về nền giáo dục của nước ta chưa thể bằng đất nước mặt trời mọc của cậu. Nhưng điều mà cậu mong ước đấy nó lại rất đơn giản. Cậu chỉ muốn có một gia đình hòa thuận, muốn có một người bạn tốt nhất ở bên cạnh mình, muốn có một người thầy hiểu mình và có thể bảo vệ học trò của mình bằng cả mạng sống. Luôn miệng nói không thích đất nước mình nhưng cậu lại rất yêu nó nhiều. Cậu chỉ muốn nơi đây có thể hoàn hảo hơn để cậu có thể tự hào về nó. Tôi mong rằng bạn sẽ sửa được những hạn chế của tôi bây giờ như ngại ngùng, nhỏ bé để trở thành một phiên bản tốt hơn của tôi. Tôi cũng hy vọng bạn sẽ trở thành một nhà đầu tư tài ba, hoàn thành những ước mơ hiện tại của tôi. Còn nếu không thể, tôi mong bạn sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp, làm nhiều việc thiện cho xã hội và sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu có thể. Những năm sau khi rời xa mái trường Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh, em sẽ luôn nhớ mãi về nơi ấy.
nơi em được học tập, trải nghiệm những kiến thức bổ ích, nơi em được truyền động lực để cố gắng vươn lên mỗi ngày, nơi mà thầy cô giúp em nhận ra rằng sống là hành trình không ngừng bước. Chỉ khi ta nhận ra giá trị của bản thân mình và học tập làm việc bằng chính những thứ đó, ta mới đến được thành công. Những điều bổ ích ấy mà thầy cô dạy bảo em sẽ mang thấm dần, gấm dần vào trong em, để rồi khi nhớ lại, em thấy mình thật may mắn khi được học ở mái trường trung học cơ sở Chu Mậu Trinh, được các thầy cô chỉ bảo tận tình. Sau khi nhận được lá thư này, những kỷ niệm về ngôi trường cũ, trường trung học cơ sở Chu Mậu Trinh sẽ hiện lên. Đó có thể là những tháng ngày học online đáng nhớ, những buổi ôn thi mệt mỏi nhưng đầy niềm vui, và cả những thầy cô, người bạn đã cùng cậu đi trên con đường trung học cơ sở suốt 3 năm. Tôi hy vọng những kỷ niệm đẹp ấy sẽ mãi trong tâm trí cậu, giúp cậu vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào vì đã là một thành viên trong đại gia đình Chu Mậu Trinh. Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn hãy quay trở lại trường và sống lại những ký ức tươi đẹp của tuổi học trò bạn nhé. Tôi chỉ có một ước mơ nho nhỏ là trở thành một người truyền cảm hứng cũng như định hướng tương lai cho những con người giống như bản thân tôi của hiện tại, để giúp họ có những quyết định đúng đắn cho tương lai của chính họ. Hiện tại tớ đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, đang trải qua những ngày học cuối dưới mái trường trung học cơ sở Chu Mậu Trinh. Bạn bè, thầy cô đều yêu thương, quan tâm tớ. Tớ cũng không biết trong tương lai sẽ làm nghề gì, nhưng tớ chỉ muốn nhắn nhủ đến cậu. Dù cuộc sống có đối xử với cậu thế nào, hy vọng cậu sẽ luôn vững vàng theo đuổi đam mê và nỗ lực hết mình vì tương lai phía trước. Tôi biết 30 năm sau là thời gian khá dài, khi mà tôi không còn phải lo âu gì nữa. Thời gian đã mang đi tất cả, vùi sâu vào trong những kỷ niệm dần bị lãng quên. Nhưng tôi tin chắc rằng bạn sẽ không bao giờ quên nó, với những kỷ niệm ấy chính là nguồn động lực cho ta phấn đấu mỗi ngày. Dẫu sau này có ra sao, cũng không được phép quên đi những gì xảy ra ở quá khứ, vì nó là quãng thời gian tươi đẹp nhất đã từng xảy ra trong cuộc đời người. Mong rằng 20 năm sau mình sẽ trở thành một công dân tốt, một người biết đóng góp cống hiến sức mình cho xã hội. Chắc chắn rằng cậu sẽ trưởng thành hơn tớ, chín chắn hơn tớ và suy nghĩ thấu đáo hơn tớ, nên thậm chí cậu còn có thể làm tốt hơn những gì tớ muốn nữa. Không cần làm những người quá nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên, cũng không cần là một nhà khoa học vĩ đại hay là một bác sĩ, chỉ cần là một nghề chân chính cống hiến cho xã hội thôi là đủ. Hy vọng trong tương lai tôi sẽ trở thành một người tốt, hay giúp đỡ mọi người. Hãy sống thật hạnh phúc, sống một cuộc đời cậu muốn, sống một cuộc đời thật rực rỡ. Dù có ra sao, hãy luôn tin tưởng vào con đường bản thân đang đi, cậu nhé. Hãy thật sự mở lòng, tự tin và mỉm cười nhiều hơn, trân trọng gia đình và những người bạn. Có những khó khăn và như nắng cay, nhưng cậu phải ráng sống. Cuộc đời có mấy lần 25, vậy nên hãy sống hết mình, làm điều tốt. Và tôi mong rằng trong quá trình trưởng thành của tôi, bạn sẽ luôn nỗ lực, lạc quan và kiên trì khi vấp ngã. Tôi ước mơ được trở thành một cô hướng dẫn viên du lịch trẻ trung, năng động. Tôi muốn cho mọi người biết những điều vô cùng đẹp đẽ của đất nước Việt Nam, những giá trị nhân văn và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tráng lệ của nơi đây. Đi cùng với sự trưởng thành của tôi là sự già đi của cha mẹ, thời gian vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Vì vậy, tôi hay bạn hãy nỗ lực mạnh mẽ để báo hiếu cha mẹ và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, cống hiến hết mình cho xã hội ngày một phát triển tươi đẹp hơn. Và để sau này khi bước chân lại ngôi trường cấp 2 thân thương này, tôi có thể tự hào vì bản thân là một học sinh của trường trung học cơ sở Chu Mậu Trinh. Hãy luôn lạc quan và đối mặt với cuộc sống bằng thái độ tích cực. Chúng ta chỉ sống được một lần duy nhất, nên hãy sống một cách trọn vẹn với ước mơ. Khi đó đừng quên đền đáp những người đã có công ơn với chúng ta. Đó là ông bà, cha mẹ, là thầy cô, mái trường. Thế giới của người lớn có lẽ rất vất vả, nhưng tớ luôn mong cậu có thể vững vàng bước tiếp, hướng về phía trước. Vẫn là cô gái hay cười, độc lập, hết mình với đam mê, sở thích của mình, yêu bản thân hơn, hòa đồng hơn, tự tin hơn, thực hiện được ước mơ của cậu nhé. Tớ mong cậu cân bằng được thời gian dành cho gia đình và công việc. Hãy luôn yêu và trân trọng gia đình, nơi mà cậu luôn có thể tìm về dù có chuyện gì xảy ra. Rồi sẽ có lúc cậu trở về lại mái trường dấu yêu, và những kỷ niệm đẹp bên bè bạn, bên thầy cô sẽ ùa về trong cậu. Dấu chân vẫn còn đó, ta đã đặt tên lên những ước mơ và những dấu ấn.
còn nhiều phép màu. Chẳng cho những ai chỉ ngồi yên, đừng chờ bàn tay chở che trên suốt con đường còn chẳng chờ. Tôi vẫn tin cuộc đời chẳng là khó khăn, dù những lớn lao hay nhỏ nhoi, phải được tự mình bước đi đến nơi vui trời nắng trói trăng. Những tháng năm đẹp nhất cách ta vượt qua gian nan như đã quen, dù là giọt nước mắt đôi khi đã lăn. Dấu chân vẫn còn đó, ta đã đặt tên lên những ước mơ, là những dấu ấn trong đời ta qua. Nhiều người nghĩ phải làm gì để ghi dấu ấn tài năng, có mấy ấn tượng đâu. Và tôi thấy thật giản đơn và thật đậm sâu, từng ngày sống vẫn luôn hết mình. Nhiều người nghĩ phải làm gì để ghi dấu ấn tài năng, có mấy ấn tượng đâu. Và tôi nghĩ một điều thật giản dị đậm sâu, từng ngày vẫn luôn sống hết mình, sống hết mình và trọn vẹn với từng khoảnh khắc, đấy là điều tuyệt vời nhất của chúng ta có. Hết mình với từng nhân duyên. Vì thầy vẫn nói với mọi người trong cuộc sống rằng cái gì cũng có hạn sử dụng, như chai nước, cái áo, cái bánh, cái điện thoại, mua nhà, đổi thọ, tất cả đều có hạn sử dụng của nó, không có gì mãi mãi cả. Các em và các thầy cô cũng vậy, hạn sử dụng chúng ta là 4 năm rồi phải rời xa nhau. Hạn đó dài hay ngắn không quan trọng, bằng trong lúc còn hạn sử dụng mình dùng thật tốt, để khi hết hạn mới nuối tiếc. Trong 4 năm đó hãy sống hết mình, yêu thương hết mình, trân trọng hết mình, trao đi hết mình, đấy là dấu ấn. Những tháng năm đẹp nhất là những tháng năm vượt qua gian nan như ta đã quen. Vâng ạ, vừa rồi là những hình ảnh tuyệt vời ạ, đã ghi lại dấu ấn của những chàng trai cô gái ở tuổi 15. Và bao nhiêu bố mẹ, bao nhiêu các con nhìn thấy hình ảnh của con mình trong video vừa rồi, giơ tay lên ạ. Giơ tay lên em con thấy ạ. Bao nhiêu bạn nhìn thấy chính mình trong video ạ? Rất tuyệt vời. Thực sự khi thực hiện video này em Khoa đã cố gắng 100% các bạn đều được lên hình. Vì thầy biết rằng đây sẽ là dấu ấn, đây sẽ là kỷ niệm của các con. Lúc quay cũng có thể ngượng nghịu, giấu mặt đi đấy, nhưng mà 10 năm sau nhìn lại không thể quay trở lại được đâu. Đây cũng là một thông điệp rằng khi có cơ hội để ghi dấu ấn, các em đừng từ chối, đừng ngại ngùng, hãy biết trân quý cơ hội đó. Cuộc sống đưa đến chúng ta rất nhiều cơ hội, nếu chúng ta từ chối không chạm vào nó trôi qua và chúng ta bỏ lỡ. Người biết cách sống là người biết trân quý những cơ hội, đặc biệt nếu cơ hội đó là cơ hội mang năng lượng tích cực, giúp ta sống tốt hơn và đang dành tặng cho chính ta. Một tràng vỗ tay cho những chàng trai cô gái trong video vừa rồi.
Đây mới là tập 1 thôi ạ. Sẽ còn 2 tập phim đặc biệt nữa dành tặng chúng ta ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn sự hòa nhịp vừa rồi. Tự hào tháng năm, trường em Chu Mạnh Trinh. Cái phần hòa nhịp vừa rồi ấy, tại sao em Khoa muốn không có nhạc? Bởi vì chúng ta muốn tự chúng ta làm nhạc rồi. Một bài ca vang lên không cần phải thật chuẩn chỉ đâu ạ. Chỉ cần bài ca đó vang lên từ yêu thương. Đấy là giai điệu tuyệt vời nhất rồi. Không cần màu mè, không cần son phấn. Vâng ạ. Kính thưa các bố mẹ, kính thưa thầy cô và các con học sinh thân mến, cho thầy Khoa hỏi các em rằng, theo các em, như thế nào đóng góp cho xã hội? Một người như thế nào sẽ là người đóng góp cho xã hội? Thực sự thầy tin rằng sau này em là người thành công. Tại sao? Em tự tin, em biết rằng những điều chia sẻ và em trân quý cơ hội này. Và đây sẽ là một cái dấu ấn mà thầy tin rằng sẽ khó quên của đời em. Rồi, bây giờ em giới thiệu nha, em có tên gì, lớp nào và theo em, một người như thế nào là người đóng góp cho xã hội? Họ sẽ sống như thế nào và họ làm những hoạt động gì để đóng góp xã hội? Run ấy. Run thế á? Không, sẽ hết run, có thầy ở đây rồi. Những bước đi đầu tiên luôn luôn như thế này, sẽ có bước đi thứ hai, thứ ba. Cả hành trình sự thành công đều những bước đi nhỏ bé này. Nào, mời em giới thiệu được. Em giới thiệu đi. Em xin giới thiệu, em là Trường Quang Anh, học sinh lớp 9A của trường Châu Âu. Em cứ trình bày suy nghĩ của em, một suy nghĩ những chàng trai tuổi 15 để chúng ta thấy được rằng nó rất là đẹp. Em bị một người sống đó có xã hội sẽ kiểu là tham gia vào những hoạt động tích cực của xã hội và đẩy lùi những cái tệ nạn xã hội. Rất tuyệt vời đúng không đó? Em có nghĩ khi nói thì có nghĩ rằng là còn run, nhưng bây giờ các em nói được điều đó. Đó là một trong những đóng góp của trong những khía cạnh đóng góp tích cực để lùi tệ nạn. Còn rất rất nhiều đóng góp nữa, nhưng em đang nghĩ ra điều đấy thì thầy tin rằng trong tương lai em cũng sẽ là một người truyền năng lượng tích cực và để lùi những tệ nạn đó. Cảm ơn em rất là nhiều. Em đã làm được những điều mà bạn khác chưa làm được đâu. Nhưng thầy cô ơi, các bố mẹ ơi và các em học sinh ơi, sự đóng góp tuyệt vời nhất cho xã hội không phải là làm thật nhiều của cải, nhiều tiền, làm ông to bà lớn, mà đơn giản lắm ạ. Chỉ cần chúng ta sống thật hạnh phúc là sự đóng góp tuyệt vời và to lớn nhất cho xã hội. Vì sao? Khi trong gia đình một người sống hạnh phúc, gia đình đó hạnh phúc, làng đó hạnh phúc, xóm đó, huyện đó hạnh phúc, tỉnh đó hạnh phúc, khi họ hạnh phúc thì họ không có làm hại ai cả, và tự dưng xã hội như thế tốt đẹp lên. Chính vì đấy chúng ta hãy nhìn nhận rằng chúng ta đóng góp ra xã hội trong khả năng của chúng ta rất dễ. Hãy sống thật hạnh phúc. Sống hạnh phúc là điều mà bố mẹ nào cũng mong muốn con cái mình có được, thầy cô nào cũng mong muốn và xã hội đều mong muốn. Mỗi một công dân Việt Nam sống hạnh phúc là đóng góp tuyệt vời nhất rồi. Chúng ta kiếm thật nhiều tiền nhưng chúng ta không có đạo đức và chúng ta không hạnh phúc, chúng ta sống trong lo lắng, hoang mang, mệt mỏi, đấy không phải đóng góp. Chúng ta làm chức thật to nhưng bố mẹ còn lo lắng, còn đau lòng, đấy không phải hạnh phúc. Con cái chưa hạnh phúc thì chưa bao giờ bố mẹ hạnh phúc cả. Chính vì thế khi con hạnh phúc, bố mẹ hạnh phúc. Khi thầy cô giáo hạnh phúc thì học sinh hạnh phúc. Khi cái làng, cái xóm đó hạnh phúc thì cái tỉnh đó hạnh phúc, đất nước chúng ta hạnh phúc. Rất dễ. Nên đi đâu làm gì cũng được, hãy nghĩ mình sống thật hạnh phúc. Và muốn có hạnh phúc, đầu tiên phải có sự biết ơn. Đó cũng là lý do tại sao ngày hôm nay chủ đề chúng ta là tâm biết ơn, trí người sáng. Nghề giáo dục hay nghề làm cha mẹ là những người thầy đầu tiên, là nghề khai tâm mở trí. Tâm có được khai mở thì trí mới được bừng sáng lên. Chừng nào còn biết ơn, chừng đó còn hạnh phúc. Con cái còn biết ơn cha mẹ, biết ơn thầy cô, biết ơn từng thứ nhỏ chúng ta nhận được, biết ơn bộ quần áo chúng ta mặc, biết ơn bà bán xôi, bác bảo vệ,
thì chúng ta còn hạnh phúc. Sợ nhất là sống vô ơn. Có hai loại người cao quý trong xã hội này, đó là người làm ơn và người đền ơn. Chúng ta sinh ra có hai bàn tay, một bàn tay để tự chăm sóc cho bản thân và một bàn tay để chăm sóc cho cộng đồng, trao đi, trao gửi cộng đồng. Cuộc sống là một cái gương, khi soi vào gương nụ cười, gương cười lại, khi trao mày, gương trao mày lại. Nên khi chúng ta trao điều gì cho cuộc đời này, chúng ta sẽ nhận lại mà thôi. Đừng trao những cái lạnh lùng, đừng trao những cái hoang mang, đố kỵ, mệt mỏi, ghen ghét. Hãy trao yêu thương, hãy trao nụ cười. Có dễ không ạ? Hãy trao đi sự biết ơn, điều mà ai cũng có thể làm được hàng ngày hàng giờ. Khi mua xăng cũng thế, mua xôi cũng thế. Con cảm ơn bác ạ, con gửi bác tiền. Dễ không ạ? Tự dưng cái sự biết ơn trong lòng ta ứa ra. Từng ngày như thế, chúng ta là một người sống hạnh phúc. Phút giây thành công là phút giây tỏa sáng của trí tuệ trong từng khoảnh khắc mình đang sống, học tập, làm việc, kết nối cùng thầy cô. Thầy cô luôn tin rằng tâm biết ơn trí người sáng sẽ tạo nên những thế hệ học sinh trường Chu Mạnh Trinh hạnh phúc và thành công. Và khi rời mái trường này, các em sẽ mang những giá trị tuyệt vời ấy bay cao, bay xa, thêm vững vàng, góp sức, hiến tặng những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Và sự kiện lễ tri ân và trưởng thành ngày hôm nay cũng là một trong những dấu ấn của sự biết ơn như thế. Sự kiện được tổ chức với 4 mục đích: cảm nhận và thể hiện lòng biết ơn một cách sâu sắc với cha mẹ, thầy cô, trân trọng những gì đã có ở nơi đây, tình bạn, tình thầy trò, tri thức, giá trị sống tốt đẹp. Học sinh khối 9 được thể hiện, ghi nhận nỗ lực của bản thân. Và học sinh biết hướng tới một hình ảnh trưởng thành, có trách nhiệm trong tương lai, tích cực học tập, rèn luyện, vun bồi lối sống tử tế, gốc rễ, luôn sống với lòng biết ơn. Kính thưa các thầy cô, kính thưa các bố mẹ và các em học sinh thân mến, ngày hôm nay thầy sẽ mang đến cho chúng ta 3 thông điệp, 3 giá trị về lòng biết ơn. Cái biết ơn đầu tiên, đó là hãy biết ơn chính mình. Một người không biết ơn chính mình, trân trọng cái tay, chân, mắt, mũi, cơ thể này, nó là bạn của mình đấy. Đôi mắt giúp ta nhìn, đôi chân giúp ta đi, cả cuộc đời này thầm lặng giúp đỡ chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không trân quý biết ơn nó ấy, chúng ta là kẻ vô ơn. Đọc sách thì thiếu ánh sáng, ngồi học cong lưng, rồi sau này chơi bời nghiện ngập hút chích. Chúng ta đang hủy hoại cơ thể chúng ta. Đấy là sự vô ơn. Vô ơn với chính bản thân mình, vô ơn với tinh cha huyết mẹ đã dành tặng cho chúng ta. Các em ơi, các em chưa biết được rằng để có được thân người này, được làm một người sống ở mặt đất này, nhân gian này, không hề đơn giản. Không phải ai được làm người. Có một câu chuyện như thế này về một con rùa mù sống dưới đáy đại dương. 3.000 năm nó mới nổi lên mặt nước một lần. Và nếu trong lần nổi lên mặt nước đó, trên mặt biển có một thanh gỗ chơi ngang, và trên thanh gỗ có một cái lỗ nho nhỏ, con rùa nổi lên và đưa đầu vào đó, nó mới được làm người. Các em thấy cơ hội khó không? 3.000 năm đủ cái nhân duyên đó, nó mới được làm người. Trong khi đó cơ hội để tất cả chúng ta ngồi đây được làm người khó như thế gấp trăm, gấp nghìn lần. Vậy nếu chúng ta không biết trân quý cơ hội được làm người, không biết ơn cái sự sống của chúng ta, biết ơn cơ thể này, đó thực sự một lãng phí. Than tổ ong và kim cương đều làm từ carbon. Có người sinh ra là kim cương, họ giàu có, trẻ đẹp, có điều kiện, nhưng họ lại sống cuộc đời của than tổ ong. Họ trượt dài trong chơi bời, họ không có phấn đấu, họ đánh mất tương lai, họ sống cô ơn. Nhưng có người sinh ra là than tổ ong, họ nghèo khó, thậm chí họ tật nguyền, nhưng họ vẫn vươn lên sống tốt. Họ yêu bản thân, họ mỉm cười, họ giúp đỡ, họ làm những việc cộng đồng, mở lớp học miễn phí. Thì họ sinh ra là than tổ ong nhưng đã chọn sống cuộc đời của kim cương. Vậy sinh ra như thế nào không quan trọng, không quyết định đến nhân cách và số phận của một con người, mà lựa chọn sống như thế nào
mới quyết định lên nhân cách và tương lai của chúng ta. Hãy chọn sống một cuộc đời của kim cương các em nhé. Dù trong hoàn cảnh như nào, dù có thể có những khó khăn vấp ngã, nhưng hãy luôn chọn sống cuộc đời kim cương. Không có một công việc vị trí nào trong xã hội này dễ dàng đến chúng ta cả, mà đây phải qua thử thách đúng không? Một vị sư phụ muốn nhận học trò có phải thử thách sự kiên nhẫn của vị học trò đó, vượt qua được rồi mới giao cho nhiệm vụ khác. Ông trời cũng vậy, muốn giao ra nhiệm vụ phải thử lòng người đó, thử sự kiên trì nhẫn nại trí tuệ của người đó rồi mới giao ra nhiệm vụ thứ hai. Nên khi các em vấp ngã, hãy tin rằng đấy là thử thách. Bước qua nó, các em sẽ có cơ hội đến với những cái điều mới mẻ hơn. Đừng có ngã và nằm yên tại chỗ, hãy đứng dậy. Cảm ơn dông bão cuộc đời cho tôi thấy được rằng tôi kiên cường. Cảm ơn vấp ngã giữa đường cho tôi đứng dậy mà thương phận người. Luôn đứng lên, thương mình, thương người, đặt vào mình và vị trí người khác, các em sẽ có rất giá trị rất là tuyệt vời. Và hãy nói với tất cả những bạn bè, người em, ông bà bố mẹ mình rằng hãy coi đôi mắt, đôi tay, đôi chân, trái tim là tài sản của mình. Chỉ khi mình coi đây là tài sản, mình mới có ý thức để giữ gìn đúng không ạ? Nếu không coi là tài sản thì mình sẽ quăng quật. Mình coi cái áo, cái điện thoại, cái ô tô, ngôi nhà là tài sản thì hàng ngày mình sẽ chăm chút nó, yêu thương bảo vệ, dùng nó, vừa dùng vừa dưỡng. Mình coi cơ thể cũng thế. Theo các em và các bố mẹ, chúng ta giàu hay nghèo ạ? Chúng ta rất giàu. Vào viện một cái răng vài chục triệu, thay quả thật tiền tỷ bây giờ không có để thay. Tay chân mắt mũi cũng thế, chúng ta đang rất giàu đấy ạ. Trên người chúng ta là một khối tài sản đấy ạ. Nếu không giữ gìn khối tài sản này ấy, mất đi không có lại, và không bao nhiêu tiền để vào viện để chúng ta có lại được đâu. Nên hãy biết ơn chính mình, hãy yêu thương chính mình và coi đây là tài sản. Rồi, đầu tiên là chăm sóc sức khỏe về thân thể, tiếp theo là chăm sóc về tâm hồn. Hàng ngày chúng ta ăn gì là chúng ta nuôi dưỡng cái thân thể này, nhưng chúng ta nghe gì, xem gì, đọc gì và nghĩ gì là nuôi dưỡng tâm hồn này này. 3 ngày không tắm, cơ thể bốc mùi, nhưng tâm hồn chúng ta 15 năm qua, và tâm hồn các bố mẹ nữa, 40, 50 năm qua, có lẽ chưa được tắm gội đâu ạ. Còn đó rất nhiều lo lắng, mệt mỏi, những cái vướng bận rác và bụi. Nếu như không gội, nó sẽ làm bệnh chúng ta rất là nhiều. Tại sao có những cái tự kỷ, những cái sự xô xát giữa giáo viên học sinh, bố mẹ con cái, những cái vụ thương tâm đau lòng vì tâm hồn không được tắm gội? Đừng vào Facebook, đừng vào những nhóm suốt ngày than dầu than khổ. Đừng nghe xem những phim kinh dị. Hãy chọn nghe xem đọc, kết bạn gần những người có năng lượng tích cực, thì chúng ta sẽ có năng lượng tích cực để nuôi dưỡng tâm hồn. Và quan trọng là chúng ta hãy nuôi dưỡng vị tướng trong mình. Em Khoa có nói với tất cả các con học sinh và những người em Khoa gặp rằng một vị tướng khi ra trận phải thế nào ạ? Lạc quan, dạo dực, có niềm tin thì quân cũng có niềm tin để đánh thắng mọi thứ. Nhưng nếu tướng ra trận ấy hoang mang mệt mỏi thì quân nó cũng rệu rã mà thôi. Tương tự như thế, bộ não suy nghĩ của chúng ta cũng là một vị tướng đấy ạ. Khi bộ não suy nghĩ này mà tích cực, cơ thể sinh ra năng lượng tích cực, vượt qua mọi khó khăn, nhìn thấy cơ hội, giải quyết vấn đề rất dễ dàng, đúng không ạ? Chúng ta thấy những người có năng lượng tích cực họ giải quyết vấn đề có nhanh không ạ? Nhưng nếu cái vị tướng này này suy nghĩ tiêu cực, lo lắng, cơ thể cũng chỉ có sự lo lắng mệt mỏi. Và chúng ta đang ngã ngay từ lúc suy nghĩ như thế rồi, không làm được gì đâu ạ. Tương tự nha, có một cái cây ở đây, chúng ta nhìn, ôi cao quá, chắc là không trèo được đâu, chắc là ngã mất đấy. Chưa trèo, nhưng đã nghĩ như thế rồi, chắc chắn trèo sẽ ngã. Nhưng nếu chúng ta tin rằng cao thế nhưng mà mình sẽ tìm cách trèo lên, mình sẽ tìm mọi cách và mình quyết tâm để trèo, chắc chắn sẽ trèo được. Nếu như các giáo viên lớp 9 nói với các em rằng kỳ thi này khó lắm, cô thấy các em không thi được đâu, chắc chắn các em sẽ trượt, giỏi đến mấy. Nhưng thầy cô mà nói với em rằng kỳ thi này khó nhưng cô tin là em làm được, bố mẹ tin là con sẽ làm được,
chúng ta có động lực không ạ? Đó. Nên hãy nuôi dưỡng vị tướng trong mình hàng ngày bằng năng lượng tích cực. Hãy nói với nhau những điều tích cực hàng ngày hàng giờ. Như em Khoa có nói đấy, hãy sống hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho khác, đừng mang đau khổ cho người khác. Khi bố mẹ mệt mỏi đừng mang đau khổ cho con cái. Thầy cô mệt mỏi đừng mang đau khổ cho học sinh. Và các con sau này thế, khi đau khổ đừng mang mệt mỏi cho bố mẹ, cho đồng nghiệp. Hãy giữ cho lòng mình một ngọn gió mát lành. Khi mình giữ cho lòng mình một ngọn gió mát lành, một dòng suối mát lành, bản thân chúng ta được hưởng mát lành đến đầu tiên. Nhưng nếu chúng ta giữ cho lòng mình một ngọn lửa, chúng ta là người bị bỏng đầu tiên đấy ạ. Không phải ai bỏng đâu. Ngọn lửa đó là hoang mang, đố kỵ, mệt mỏi, ganh ghét, tính toan. Vậy chúng ta chọn giữ ngọn lửa hay ngọn gió ạ? Hãy giữ ngọn gió, thầy cô, bố mẹ, các em nhé, để chúng ta mang lại tươi mát, bình yên mỗi ngày và cuộc sống đẹp hơn rất là nhiều. Thông điệp thứ hai, đó là hãy tôn trọng sự khác biệt trong cuộc sống này. Cuộc sống không có đúng sai, không có nhất nhì các em ạ. Hãy nhớ điều đó. Hơn 100 người ngồi đây sẽ ăn 100 món ăn khác nhau, mặc 100 cái áo khác nhau. Như vậy ai đẹp hơn ạ? Không có ai đẹp hơn cả, ai cũng đẹp, chỉ là sự phù hợp mà thôi. Nên khi một người khác nói ra suy nghĩ của họ là hợp với họ, hãy tôn trọng họ, đừng gạt đi. Bố mẹ nói hãy tôn trọng bố mẹ, dù có thể hiểu con hay chưa. Đồng nghiệp nói cũng thế. Bí quyết là hãy tôn trọng. Vâng ạ, con thấy bố mẹ nói cũng là một suy nghĩ. Em thấy anh nói và tớ thấy bạn nói là một ý kiến. Nhưng theo tớ, nhưng theo con, chúng ta còn có thể nhìn vấn đề đó ở một góc nhìn nữa. Tôn trọng, sau đó trình bày ý kiến bản thân. Như vậy cả hai bên cùng được trình bày đúng không ạ? Cả hai bên được thổ lộ ạ. Như vậy có thoải mái không ạ? Cái này gọi là tư duy cùng thắng. Tôn trọng sự khác biệt. Khi mình tôn trọng người khác tôn trọng mình. Người khác vừa nói ý kiến mình dập ngay, không phải, phải như thế nào, phải như thế kia. Thì mình nói họ cũng vậy mà thôi. Hãy luôn lắng nghe, tôn trọng họ, từ đó trình bày ý kiến của mình. Ai đúng, ai sai, mặc kệ người. Phận mình lo giữ, phận mình thôi. Nếu ta tìm lỗi nơi người ấy, ngay ấy là ta đã lỗi rồi. Nào các em, hãy đọc với thầy câu này, đọc theo thầy. Ai đúng, ai sai, mặc kệ người. Phận mình lo giữ, phận mình thôi. Nếu ta tìm lỗi nơi người ấy, ngay ấy là ta đã lỗi rồi. Tương tự như thế, bây giờ thầy có một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng nó có một giọt mực. Theo các em thì các em nhìn thấy thế nào? Các em nhìn thấy giọt mực trên tờ giấy trắng hay nhìn thấy tờ giấy trắng có một giọt mực? Nếu chúng ta nhìn thấy giọt mực trên tờ giấy trắng, tức là chúng ta luôn nhìn thấy lỗi người khác trong cuộc sống này, quên mất xung quanh còn bao nhiêu khoảng trắng. Nhưng chúng ta nhìn thấy tờ giấy trắng có một giọt mực là chúng ta đang nhìn thấy những thứ bao la tích cực khác, và cái giọt mực đó rất là nhỏ bé. Nên hãy học cách nhìn tờ giấy trắng có một giọt mực thay vì nhìn giọt mực trên tờ giấy trắng. Con người mà, không ai hoàn hảo đâu. Thầy cô bố mẹ cũng có lúc sai lầm, chúng ta cũng thế. Đến với nhau để cùng sửa lỗi cho nhau, chứ không phải đến với nhau để bắt lỗi. Rồi, một câu chuyện tiếp theo rất đặc biệt, là câu chuyện Ma Vương chửi Phật. Phật ngồi ở dưới gốc cây tu luyện, Ma Vương đến bên chửi. Nó có chửi hết ngày này qua ngày khác mà Phật chả nói câu gì. Cứ chửi mệt quá, Ma Vương thở: Phật ơi, ta chửi mi bao lâu nay tại sao mi không nói câu gì? Đức Phật mỉm cười: Ta hỏi ngươi, bây giờ nhà ta có cố, ngươi mang quà đến tặng cho ta, nếu ta không nhận thì món quà đó thuộc về ai? Ma Vương trả lời: quà ta mang đến, ngươi không nhận thì đương nhiên quà đó thuộc về ta. Tương tự như thế, lời chửi phát ra từ miệng của nhà ngươi nhưng ta không nhận, nó vẫn là của nhà ngươi mà thôi. Nên sau này dù ai chửi mình, nói xấu mình bảo rằng cảm ơn bạn đã tặng quà cho tớ, tớ không nhận đâu, bạn mang về mà dùng. Nhớ điều đó nha. Đừng ai nói xấu, đừng ai vu oan, động cái đã dối hờn họ à, suy nghĩ rồi. Dễ không? Ai nói xấu, ai đặt điều, kệ họ, mang về mà dùng. Mình không có nhận mà, đúng không nào?
rất dễ nha. Nó hệt như chúng ta ngửa cổ lên trời cho nhổ nước bọt, nước bọt lại rơi vào mặt chúng ta mà thôi. Khi ném bùn vào người khác thì tay mình đã dính bùn đầu tiên rồi các em ạ. Nên đừng nói xấu, đừng đặt điều ai cả. Đừng trao món quà không đẹp đẽ ấy cho ai cả. Hãy trao nụ cười, trao ngọn gió mát lành các em nha. Một câu chuyện nữa. Có 5 con ếch nó rơi xuống giếng. Và nó cứ bật lên, nó tìm cách để bật lên nhưng không bật được. Thỏ nai đến bên nhìn xuống, nó bảo giếng sâu lắm không lên được đâu, chúng mày đừng cố gắng. Nhưng có một con ếch duy nhất nó cứ bật lên và cùng nó bật lên khỏi miệng giếng. Khi nó lên đến nơi thì thỏ với nai rằng: tao đã bảo rồi mà giếng sâu lắm không bật được đâu, tại sao mày không cố gắng? Con ếch nó trả lời: cảm ơn bạn đã động viên tớ, tớ bị điếc các bạn ạ. Thông điệp ở đây là gì? Hãy luôn tin vào bản thân mình, tin vào chính mình. Trong mọi hoàn cảnh, cơ hội sẽ đến. Chúng ta đừng bị phân tán những lời xung quanh. Đừng vì những người xung quanh mang ngọn lửa đến hủy đi niềm tin chúng ta. Hãy cố gắng dù trong hoàn cảnh như thế nào, cơ hội sẽ đến. Chuyện kể còn nhiều lắm nhưng mà có lẽ thầy sẽ dành sang một cơ hội khác. Rồi, đầu tiên là biết ơn chính mình. Thứ hai, biết ơn cha mẹ. Mỗi người chỉ có một gia đình, mất đi không bao giờ có lại lần thứ hai. Một cái xe máy, một người yêu, một cái nhà, một công việc, mất đi còn có lại. Nhưng bố mẹ thì không bao giờ có lại lần thứ hai. Chỉ những ai có duyên phận mới được làm người thân của nhau mà thôi. Nên sau này dù các bạn có đi đâu làm gì, hãy nghĩ đến gia đình, hãy trân quý đến gia đình. Vì không có lại lần hai đâu. Bạn bè như chim ấy, có mùa vụ đến rồi đi. Nhưng bố mẹ thì mãi mãi dõi theo con. Đi đâu làm gì cũng luôn nghĩ đằng sau có bố mẹ nhìn theo mình đấy. Mình làm điều này bố mẹ có vui không? Bố mẹ có hài lòng không? Bố mẹ đau khổ hay hạnh phúc? Bố mẹ đã được đi du lịch chưa? Đã ăn miếng ngon chưa? Đã được dùng cái điện thoại đắt tiền như mình chưa? Luôn nghĩ điều đó để biết ơn cha mẹ. Thầy có hỏi một cái cháu nhỏ của thầy học lớp 3 rằng: ngày sinh nhật là ngày gì hả con? Thì cái bạn đó nói rằng: ngày sinh nhật là con sinh ra đời. Vậy ai sinh con? Bố con, mẹ con. Ai sinh bố mẹ con? Ông bà. Vậy ngày sinh nhật là ngày các em phải tặng quà cho bố mẹ và ông bà, chứ không phải là bố mẹ ông bà tặng quà cho các em đâu. Ngày sinh nhật là ngày nhớ đến ngày chúng ta ra đời, chúng ta biết ơn mà. Hãy là người tặng quà cho bố mẹ ông bà ngày sinh nhật, thay vì đòi hỏi mọi người phải sinh nhật tặng quà cho mình. Thay vì sinh nhật tổ chức linh đình bạn bè đi hát karaoke, đi ăn uống để làm gì? Sinh nhật là nhắc nhớ mình trân trọng sự có mặt của mình ở cuộc đời này. Và mình biết ơn người đã mình đã sinh ra cơ mà. Hãy quay về với gia đình, nấu một bữa cơm thật ngon, quét dọn nhà cửa, tặng một bài hát, tặng một cái ôm: mẹ ơi, con 15, 16 tuổi rồi đấy, con biết ơn mẹ nhiều lắm. Hôm nay là sinh nhật con mẹ à? Thế thôi là sinh nhật ý nghĩa. Các bố mẹ cũng vậy. Sinh nhật không phải chạy đi đâu thật xa, ăn uống linh đình, karaoke thật ồn ào đâu. Hãy quay về với gia đình, nơi mà mất đi không bao giờ có lại lần thứ hai. Biết ơn thứ ba, biết ơn quê hương, đất nước, cộng đồng. Mỗi chúng ta có được những ngày hôm nay, kể cả em Khoa đứng đây cũng thế, không phải tự dưng mà có được đâu, là sự thành tựu của rất nhiều người cho mình. Trong một trường học cũng thế, không chỉ có thầy cô đâu, lao công bảo vệ, từng thứ nhỏ nhất cũng là sự góp nên sự thành công của mình, chăm sóc cho mình. Hãy biết ơn từng thứ các em nhận được. Xã hội cho chúng ta, cuộc đời chúng ta. Nhìn vào tờ giấy trắng này các em thấy gì không ạ? Nó không phải là một tờ giấy trắng đâu. Trong tờ giấy trắng này sẽ có mặt trời, có nước, có người trồng cây, có người lấy gỗ, có người làm giấy. Đó, cái gì cũng đều có mồ hôi nước mắt của rất nhiều người khác nữa làm nên và phục vụ cho chúng ta. Nên hãy biết ơn cộng đồng. Biết ơn bằng gì? Bằng trao gửi đi lại, trao yêu thương này, mỉm cười với bác lao công bảo vệ này, giúp đỡ những người xung quanh này. Đi đường mà thấy viên gạch nó ở giữa đường thì mà không nguy hiểm, chúng ta có thể gạt vào. Vì viên gạch ấy người khác đâm vào họ có thể tai nạn. Rất nhiều thứ chúng ta trao đi được trong khả năng của chúng ta, đúng không ạ? Cúi mặt xuống xin làm người hèn kém, biến đôi tay làm đẹp cuộc đời, tình thương trang trải muôn nơi, con tim bé nhỏ nhưng trời đất ôm.
mỗi chúng ta sinh ra đều có duyên và phước. Giống như trong ví có 500 nghìn là ông bà bố mẹ tích đức để cho chúng ta. Chúng ta chỉ biết tiêu 500 nghìn đó, nó sẽ hết rất là nhanh. Nhưng chúng ta vừa tiêu vừa kiếm để cân bằng và đi được rất xa. Nên hãy tích cực trao tới cộng đồng. Nào, hãy đọc theo thầy. Cúi mặt xuống xin làm người hèn kém, biến đôi tay làm đẹp cuộc đời, tình thương trang trải muôn nơi, con tim bé nhỏ nhưng trời đất ôm. Đừng ngại trao đi sẽ nhận lại mà thôi. Nó luân chuyển giống như mưa ấy, bay lên trời, lại rơi xuống đất, về nguồn lại bay lên. Chúng ta trao đi, một ngày đó chúng ta nhận lại, hoặc con cái chúng ta nhận lại, không ở lúc này xảy ra lúc khác. Chúng ta giúp đỡ người khác, người đó có thể không giúp lại chúng ta, nhưng một người khác nữa lại giúp lại ta một lúc nào đó. Cuộc sống là nhân quả diệu kỳ như vậy đấy thầy cô và các em ạ. Nên hãy trao đi để mình sống tốt đẹp hơn và để tri ân cộng đồng. Kính thưa các bậc phụ huynh, vừa rồi ở phần đầu chương trình chúng ta đã cùng xem một clip rất là tuyệt vời ghi dấu của học sinh. Và để có sự trưởng thành cả về thể chất, tri thức, nhân cách ngày hôm nay, bên cạnh thầy cô sẽ không có lời nào có thể nói hết được công lao trời biển của bố mẹ đã dành cho các con 9 năm qua và nhiều hơn nữa. Thậm chí cho đến khi các con hôm nay đi đến độ tuổi 50, 60, 70 thì vẫn mãi là những đứa con bé bỏng trong lòng cha mẹ. Bố mẹ sẽ vẫn luôn dõi và bên con, viết tiếp những câu chuyện thành công trên mỗi hành trình. Ngày hôm nay con đã trưởng thành hơn, trưởng thành để tiếp tục đến với những chân trời tri thức mới, để con cùng bố mẹ lại viết tiếp những câu chuyện thành công. Bố mẹ hãy đón nhận những món quà nhỏ chứa chan sự chân thành, lòng kính trọng, biết ơn của các con dành cho bố mẹ. Và hơn bao giờ hết, con sẽ mãi là con ngoan của bố mẹ, và con tự hào về điều đó. Và bây giờ xin mời các con hãy cài những bông hồng thay cho tình yêu thương của mình lên ngực áo của người cha người mẹ quanh mình. Chúng ta đang ở trong không gian của yêu thương, hãy bỏ đi mọi thứ, ở đây chỉ có yêu thương mà thôi. Bỏ hết mọi lao sao tính toán đi ạ. Yêu thương mà còn nhuốm màu toan tính thì không thuần khiết đâu. Hãy quay về với hiện tại, bên mình là thầy cô, là bố mẹ. Và bây giờ hãy ngồi thật bình an bên cha mẹ của mình. Hãy nhìn nắm bông hồng vừa cài lên ngực áo. Bông hồng có màu đỏ, màu trắng, nhưng sẽ luôn thắm đượm tình yêu cha mẹ. Hiếu đạo với cha mẹ ngoài việc tri ân và làm bố mẹ được hài lòng, đó còn là con biết tự yêu chính mình. Vì bố mẹ sinh ra các con sẽ mong muốn các con là những người tuyệt vời nhất. Sẽ đau lòng biết bao khi bố mẹ nhìn thấy những lỗi lầm, hờn dỗi, vô tâm và đòi hỏi nhiều thứ cho bản thân, như chiếc xe đạp, chiếc điện thoại thật xịn, còn chuyện học hành thì lại lơ đãng. Sẽ đau lòng biết bao khi trong cuộc đời này những người con một lúc nào đó vô tình phạm phải sai lầm, làm những điều xấu ác, thậm chí chỉ vì tiền bạc mà đánh đổi cả danh dự của mình. Vì vậy, báo hiếu còn có nghĩa là biết yêu thương, trân trọng tình cha huyết mẹ. Đó chính là bản thân mỗi chúng ta. Hãy nhìn vào đóa hồng, nhìn thật sâu. Không phải ngẫu nhiên mà có bông hồng này. Bông hồng trải qua bao nhiêu ngày tháng. Hãy nhìn thật sâu và bạn sẽ thấy nơi đó có mưa, có nắng, có những giọt sương, có người trồng hoa, có người hái hoa, có người chăm bón hàng ngày, có sự nỗ lực của bông hoa để trở thành bông hồng đẹp nhất. Và bông hồng đó
chính là bạn, là kết tinh bao nhiêu công cha nghĩa mẹ. Vì vậy, biết yêu chính mình là sự báo hiếu lớn nhất. Bố mẹ không cần bạn phải xây cho những căn nhà thật to, mua những đồ đạc thật xịn, để rồi 5-10 tháng sau bạn mới về thăm bố mẹ một lần. Bố mẹ chỉ cần biết rằng ở một nơi nào đó con đang biết tự chăm sóc cho mình, con là những người con hiếu nghĩa đang giúp ích cho đời, con biết yêu thương trân trọng chính bản thân mình. Khi ấy bố mẹ không cần gì hơn cả. Vì vậy chữ hiếu lớn nhất là hãy trân trọng chính mình, tôn trọng chính mình. Tôn trọng chính mình nhiều tới mức không cho phép mình gây hại cho mình và những người xung quanh. Tôn trọng chính mình nhiều tới mức từ chối món quà là những lời nói xấu của những người xung quanh dành cho mình. Tôn trọng chính mình nhiều tới mức không cho phép mình hạ nhân phẩm của mình bất chấp vì lợi danh. Tôn trọng chính mình nhiều tới mức giữ gìn sức khỏe của mình. Tôn trọng chính mình nhiều tới mức sẽ nỗ lực học hành cho chính bản thân mình, không phải cho cha mẹ. Tôn trọng chính mình nhiều tới mức chỉ cho phép mình làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời này mà thôi. Tôn trọng chính mình nhiều tới mức không cho phép mình lừa dối, lừa gạt ai cả, đặc biệt là dối cha, dối mẹ. Đó là bao nhiêu lớn nhất, không phải là mông cao, cỗ đầy. Thật đáng tiếc, có vô vàn người cha người mẹ nhận được sự báo hiếu của con thật nhiều khi đã qua đời, là khi ngày giỗ có được những mâm cơm thật ngon, các con tề tựu về ăn uống no say, là đốt cho những bộ quần áo, những căn biệt thự. Những người cha người mẹ ấy chỉ sướng nhất khi mình đã khuất, còn khi còn sống lại không thấy bóng con đâu, chỉ được nghe tin rằng con mình đã làm những điều này, điều kia. Vì vậy, khi bạn đã được cài trên ngực mình bông hồng màu đỏ, sự báo hiếu lớn nhất, bạn hãy nhớ rằng trái tim của bạn đang đập 24/24. Trái tim ấy có được nhờ cha, nhờ mẹ. Hãy yêu thương chính mình. Có một câu chuyện về Quan Âm tóc rối. Có một chàng trai đi khắp nơi mong tìm được Quan Âm tóc rối, đi khắp nơi mà không thấy. Cuối cùng chàng trai ấy gặp một vị thiền sư. Thiền sư bảo rằng: con hãy đi về hướng quê nhà, con sẽ gặp vị Quan Âm tóc rối. Vị Quan Âm tóc rối đã hiện, sẽ hiện ra trong một hình đá, chân chỉ mang một dép và đầu rối bù lên. Chàng trai đó hạnh phúc lắm vì nghĩ rằng mình sắp được gặp Quan Âm rồi, háo hức đi về phía quê nhà, quê hương. Và khi vừa về đến mái nhà của mình, chàng trai cất tiếng gọi: mẹ ơi, con về rồi mẹ ơi. Bà mẹ đang trong nhà tất bật chạy ra, chân chỉ còn mang một dép, tóc thì đổ bù sau bao ngày ngóng trông con. Và chàng trai vỡ òa quỳ xuống. Hóa ra Quan Âm tóc rối không ở đâu xa, Phật Bồ Tát ở ngay quanh mình, trong gia đình mình. Bạn hãy đưa tay lên và tự ôm lấy mình. Đây là sự báo hiếu lớn nhất. Hãy thì thầm trong đầu những câu sau đây. Hãy coi bạn là một người thân, hãy coi chính bạn là một người tri kỷ. Ôm lấy mình và thầm thì trong tâm trí: tôi yêu bạn. Tôi xin lỗi bạn
vì đã có những lúc tôi đã làm cho bạn phải gánh chịu những nỗi buồn không đáng có. Tôi xin lỗi, hãy tha lỗi cho tôi. Cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Tôi xin lỗi. Tôi yêu bạn bởi vì tôi được sinh ra từ tinh cha huyết mẹ của cha mẹ tôi. Tôi xin lỗi, những năm tháng qua tôi đã sử dụng tinh cha huyết mẹ ấy chưa thật đúng đắn. Tôi đã cho phép mình những giây phút nản lòng. Tôi đã cho phép mình những giây phút tiêu cực. Những điều tồi tệ trong cuộc sống đã xảy ra, làm cho cha mẹ tôi dù còn sống hay đã mất đều đau lòng biết bao khi thấy tinh cha huyết mẹ ngày càng tàn tệ. Hãy tha lỗi cho tôi. Cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. Hôm nay tôi đã trưởng thành. Tôi nhận ra thật nhiều điều ý nghĩa. Hãy tha lỗi cho tôi. Nơi trái tim tôi biết rằng tôi yêu bạn. Chính là tôi yêu kính nhất cha mẹ của mình. Tôi yêu bạn để một lúc nào đó đóa hồng của tôi chuyển sang màu trắng, tôi sẽ mỉm cười vì tôi là con tuyệt vời của cha mẹ tôi. Vì tôi biết rằng cha mẹ đã tới lúc được nghỉ ngơi, đã hoàn thành nhiệm vụ, đã để lại cho đời những người con hiếu thảo. Và tại khoảnh khắc này đây, chúng ta cùng thắp lên ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của cha mẹ. Hãy nâng ngọn nến trên tay bật lên thắp sáng không gian này. Trân trọng nâng niu trên hai bàn tay mình ngọn nến. Và hãy quán tưởng đây là một ngọn nến thực sự, một ngọn lửa thực sự trong tay chúng ta. Mời thầy cô bố mẹ các em nâng ngọn nến trên tay. Hãy nhìn sâu vào ngọn nến, hít sâu, thở dài, thoải mái. Trên tay chúng ta đã là những ngọn nến lấp lánh. Hãy nhìn vào ngọn lửa đang cháy hồng, gieo vui và tưởng tượng tìm thấy mình ở đó. Bởi bạn có biết không, mỗi chúng ta như ngọn nến vậy. Khi nằm trong bụng mẹ, như ngọn nến chưa được thắp. Lúc tối tăm, cha mẹ là ánh sáng chỉ lối cho bạn. Khi ánh sáng lan tỏa đi, thắp sáng theo từng bước chân và trên mọi hành trình, ánh sáng đang xóa dần bóng tối. Tình yêu của cha mẹ xóa đi những đau đớn muộn phiền trong con, dẫn đường chỉ lối cho con. Công cha nghĩa mẹ còn sáng như thế gấp trăm gấp nghìn lần, không đo đếm được. Bạn hãy giữ sự tĩnh lặng và chỉ nhìn vào ngọn nến của mình mà thôi, không cần phải nhìn ngọn nến bên cạnh, bởi đó là ánh sáng của cha mẹ mình. Hãy tập trung vào cha mẹ của mình. Bạn hãy đưa đôi mắt của mình nhìn vào ngọn lửa lúc này. Ngọn lửa thì sáng và ấm áp. Ngọn lửa, loài người được khởi thủy và có sự sống từ ngọn lửa. Bạn đến với cuộc đời này bằng sự ấm áp của cha mẹ. 9 tháng nằm trong bụng, cái nôi ấm áp ấy nuôi bạn vô hình thành một con người hoàn hảo. Bạn có thấy mình may mắn không? Ngọn lửa này mang đến cho mình sự diệu kỳ như vậy đấy. Vậy mà nhiều lúc bạn mải theo những vầng sáng ảo ảnh chói lòa mà quên đi ánh sáng giản dị vẫn luôn cháy trong bạn, bên bạn. Dù bạn đúng hay là sai, thành công hay thất bại, dù bạn giỏi giang hay chỉ là một người bình thường, ánh sáng này không hề thay đổi. Tình yêu ấy vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Bạn có thấy mình hạnh phúc và may mắn không? Bạn đâu cần tìm hạnh phúc nơi đâu xa. Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc ở đây. Khi bạn
còn có cha, có mẹ. Hạnh phúc ở đây khi trái tim bạn đang còn được đập, bởi vì bạn đến với thế giới này bằng trái tim cha mẹ trao cho. Ánh sáng này sẽ mãi mãi vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, thắp sáng bạn, chỉ lối cho bạn trong những tối tăm nhất. Hãy tìm về ánh sáng, hãy tìm về cha mẹ, bạn sẽ có câu trả lời cho mình. Bởi nơi ấy có trí tuệ linh thiêng. Chỉ cần bạn kết nối tình yêu với bố mẹ với lòng biết ơn sâu sắc, trí tuệ của bạn sẽ được khởi phát để bạn giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống. Hãy nhìn kỹ ánh sáng này, ngọn lửa là tình yêu. Nhưng còn một sự thật nữa, bạn có biết không? Ngọn lửa này đang đốt cháy thời gian. Từng khoảnh khắc mà ngọn lửa này vừa đốt cháy vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Từng khoảnh khắc được ở bên cha mẹ không bao giờ quay lại. Ngọn nến thì sáng và lung linh vậy đấy, nhưng bạn biết không, nếu như cứ để ngọn nến này nó cháy, nó sẽ cháy hết. Đó là quy luật của tạo hóa. Một lúc nào đó ngọn nến sẽ tắt, cha mẹ sẽ về với cõi vĩnh hằng. Khi ấy bạn có muốn nhìn ngọn nến cháy cũng không được nữa. Bạn có muốn xà vào lòng cha mẹ cũng không được nữa. Bạn có muốn nói một lời yêu thương cũng không được nữa. Bạn muốn nấu cho cha mẹ một bữa cơm không được nữa. Bạn muốn mua cho bố mẹ một quần áo đẹp không được nữa, vì thời gian đang bị đốt cháy. Hãy nhớ rằng thời gian đang bị đốt cháy từng ngày từng giờ. Vậy thì khi ánh sáng còn hiện hữu, khi còn bố mẹ ở bên, bạn sẽ làm gì? Để một ngày ánh sáng tắt đi, bạn mỉm cười vì mình là con của bố mẹ mình. Để bố mẹ mình mỉm cười vì mình là con của bố mẹ mình. Bố mẹ đã để lại cho đời những người con tuyệt vời. Thời gian đang bị đốt cháy, hãy nhớ lấy điều đó. Thời gian đang bị đốt cháy. 5 năm, 10 năm, thậm chí 50 năm nữa, trong khán phòng này còn người cha, người mẹ nào hiện hữu? 70 năm nữa còn người cha, người mẹ nào ngồi đây? Và 100 năm nữa chẳng còn ai. Thời son trẻ, mẹ thơm mùi con gái, mùi tằm dâu rơm rạ quê nhà, mùi bồ kết hương cau thơm lắm, mùi thanh xuân đồng nội mẹ trao cho cha. Ngày vợ ối con ra, mẹ còn thơm mùi chăn gối, mùi cho than gột muối củ gừng. Con bú mớm, mẹ thơm mùi vú mọc. Con đi lẫm chấm, mẹ thơm mùi cơm nháo cháo hoa. Con đến trường làng, mẹ thơm mùi lúa rơm gạo mới. Con lên trường huyện, mẹ thơm mùi cơm mới mo cau. Khi con ốm đau, mẹ thơm mùi của Phật. À ơi, ôm con mùi mẹ tỏa ra, bệnh hoạn tiêu tán, tà ma phải lùi. Ngày nắng hạn, mẹ thơm mùi me đất. Tháng mưa dầm, mẹ thơm mùi con cá chụp mưa. Con xa nhà, mang theo mùi của mẹ. Đi đông đoài, nam bắc, là con đi biển lặng,
là con đi chân cứng đá mềm. Ơi những kẻ đi xa có nghe thơm mùi của mẹ, mẹ thơm mùi bếp lửa quê nhà. Mùi của mẹ là mùi rất thật. Ngày con thành gia thất, mẹ thơm mùi treo cưới, mùi áo khăn, đèn rượu, trầu cau. Ngày tháng qua mau, khoảng chút hương đời con hề hà. Mẹ còn giữ một mùi dân dã như dơm. Đời con lận đận áo cơm, mẹ là áo gấm tám thơm nổi đồng. Đời con mỏi gối trồn chân, lạ thay mẹ vẫn thơm mầm lộc non. Con mấy mặt con vẫn nhớ mình bé dại, vì nhà ta còn mùi mẹ mùi bà. Mùi bà mùi cái vú da, mùi cau trầu với mùi hoa mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ mới đó bốn mùa mặc áo thê thâm, sao đã vội già không trẻ mãi. Để bán buổi chợ chiều tất bật đi mau, vì biết cháu chờ gói kẹo cau đùm trong lá chuối. Ôi cục kẹo cau có hương bưởi hương ngâu, có con cu kêu đầu hồi để thời gian chi qua vội. Bây giờ tội nghiệp mẹ tôi tám biết tận tụy với nghề, yêu thương học sinh. Con luôn là chàng trai mà bố mẹ tự hào. Con tự giác, chủ động trong việc học tập, luôn có chính kiến trong cuộc sống, biết cố gắng, nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Con còn là chàng trai ấm áp, luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Con hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình. Và quan trọng, hãy luôn sống tử tế, có ích cho gia đình và xã hội như những gì mà thầy cô đã dạy con. Cho dù bất kỳ khó khăn hay những thử thách trong cuộc sống, con hãy bình tĩnh, tự tin, nỗ lực vượt qua. Những ngày cuối năm, con đã thực sự nỗ lực. Và bước đầu, bố mẹ, thầy cô đã ghi nhận được điều đấy. Hãy quyết tâm, hãy nỗ lực để đạt được ước mơ của mình con nhé. Từ nhỏ, cha mẹ tự hào về con nhất là con rất tốt bụng, con rất hòa đồng và con rất tự tin. Cha mẹ mong muốn con hãy mang theo những đức tính tốt đấy trong cuộc đời của mình. Nhưng bên cạnh đó, cha mẹ muốn con cần phải có sự chăm chỉ và kiên trì hơn nữa. Bởi chăm chỉ và kiên trì sẽ giúp con có thể vượt qua những chướng ngại vật tiếp theo trong cuộc đời của con. Tự hào về con là một chàng trai ngoan ngoãn, lễ phép và biết vâng lời. Mong muốn con có một cái cuộc sống lành mạnh và sống có ích cho xã hội. Con hãy luôn luôn cố gắng học tập để sau này có một cái kiến thức tốt và một cái công việc tốt. Hãy nhớ đến cái câu nói là những thứ từ trên trời rơi xuống thì chỉ có nước mưa và cất chim thôi. Cho nên là mình phải nỗ lực, mình phấn đấu để mình có những cái thành quả tốt. Tôi rất tự hào về con. Hà Anh là một đứa trẻ ngoan, biết vâng lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè. Mẹ mong con cố gắng học tập tốt, rèn luyện đạo đức để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Trong tương lai, mẹ mong muốn con trở thành người con có đức, có tài, có nhẫn. Con hãy sống, làm việc và trở thành một người tử tế, có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, có trách nhiệm với những người thân, sống và làm việc có ích cho đời, cho xã hội. Là mẹ luôn tự hào về con vì trong suốt 9 năm qua, con đã chăm chỉ, cố gắng trong học tập. Và mẹ luôn mong muốn con học tập chăm chỉ hơn nữa, nỗ lực hơn nữa và trưởng thành hơn nữa, để luôn là tấm gương sáng cho các em noi theo. Các con là tài sản quý giá nhất của bố mẹ. Bố mẹ biết rằng chặng đường phía trước có thể con gặp nhiều gập ghềnh và khó khăn, nhưng bố mẹ tin tưởng ở con, với nghị lực và bản lĩnh của mình, con sẽ vượt được qua để chiến thắng. Con là một đứa con ngoan, có ý thức và có trách nhiệm. Mẹ tin trên con đường học tập và trên những bước đường đời sau này,
con sẽ lựa chọn cho mình một hướng đi, một công việc phù hợp mà con yêu thích. Mẹ luôn yêu con. Diệu Linh là một cô gái ngoan ngoãn, chăm chỉ. Từ nhỏ con đã luôn tự giác và chủ động trong việc học tập để đạt được những kết quả tốt nhất. Con cũng biết giúp đỡ gia đình những công việc nhà khi có thời gian. Ba mẹ và gia đình rất tự hào về con. Hãy phát huy hết khả năng của mình con nhé. Dù hiện tại hay tương lai, bố mẹ và gia đình luôn tin tưởng rằng với sự nỗ lực của mình, con có thể thực hiện được ước mơ và trở thành người tử tế, thành công và có ích cho xã hội. Trong cuộc sống hàng ngày, Hà Linh là người con ngoan ngoãn, hiếu thảo với bố mẹ, lễ phép với ông bà, biết quan tâm chăm sóc các em. Trong học tập, con luôn có tính tự giác và đặc biệt là con có đam mê với môn toán. Nhờ đó con có kết quả học tập tốt như ngày hôm nay. Ông bà, bố mẹ và các em rất tự hào về con. Bước vào một cấp học mới, bố mẹ mong con tiếp tục thấu hiểu và yêu thương hơn với ông bà, bố mẹ, anh em và tất cả mọi người. Bố mẹ luôn luôn ở bên con, dành cho con tất cả tình thương yêu. Con là tài sản lớn nhất của bố mẹ, là nghị lực, là niềm tin, là sợi dây kết nối tình yêu của tất cả gia đình. Hãy sống như những đóa hoa hướng dương con nhé. Ba mẹ yêu con thật nhiều. Có được kết quả như ngày hôm nay của con, ngoài tinh thần tự giác học tập rèn luyện, con phải luôn biết ơn với sự dạy dỗ nhiệt tình của các thầy, cô giáo. Qua đây, bố mẹ cháu Công Minh được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ban giám hiệu nhà trường, các thầy, cô giáo đã tạo cho các con một môi trường học tập tốt, đạt nhiều thành tích cao. Tôi cũng xin được gửi tới các thầy, các cô lời biết ơn chân thành nhất, cảm ơn nhà trường trong suốt những năm qua đã đồng hành, hỗ trợ cho các con của chúng tôi đạt được cái thành tích như ngày hôm nay. Con ạ, đời người ngắn ngủi lắm, ngày hôm nay con lãng phí thời gian, ngày mai con sẽ thấy cuộc sống đã rời xa mình rồi. Vì vậy, càng sớm trân trọng cuộc sống này bao nhiêu thì con càng có thêm nhiều thời gian để tận hưởng nó bấy nhiêu. Đừng cầu mong cuộc sống sống lâu trăm tuổi, mà con hãy ước cho mình có thể tận hưởng được trọn vẹn nhất cuộc sống mà con được ban tặng ở cuộc đời này. Trên thế giới này có rất nhiều cách sống, con hãy lựa chọn những gì con mong muốn. Mẹ hy vọng con có thể là một người bình thường nhưng hạnh phúc. Thì mẹ muốn nói với con rằng với mẹ, con là một tài sản vô giá, không có gì đánh đổi được, cũng không có gì so sánh được. Bố mẹ luôn tự hào về con, yêu thương con và mong cho con đạt được những cái điều con mong muốn. Xin chào và chúc con may mắn. Có biết bao tháng năm đã đi qua trong đời, nhưng những tháng năm của mùa hè cuối cấp bao giờ cũng là khoảng thời gian đáng nhớ. Khép lại một chặng đường đã qua, mở ra cánh cửa mới trên hành trình cất cánh của mỗi ước mơ. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, các con sẽ bay lên và bay xa. Một chương mới của hành trình đời người mở ra, mang theo dấu ấn, dư âm ngọt lành về những gì các con đã có phía ngày hôm qua. Trong tình yêu thương, niềm tự hào của gia đình, bên bạn bè, thầy cô. Cô xin chúc mừng tất cả các bạn học sinh khối 9. Chúc mừng các con đã tốt nghiệp bậc học trung học cơ sở và chuẩn bị bước vào mái trường trung học phổ thông. Các con yêu quý, tiếp đến cô muốn gửi lời cảm ơn đến các con. Cảm ơn các con vì những tháng ngày chung sống dưới mái trường chung hành trình này. Các con là động lực tiếp sức cho cô mỗi khi cô thấy mệt mỏi. Các con là ngọn lửa giúp cô thắp sáng mãi lòng yêu nghề, yêu người. Chính là ba thân yêu của cô, một năm qua cô trò mình sát cánh bên nhau. Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là những buồn vui, hạnh phúc hay khó khăn. Cô còn nhớ những khi cô trò cả lớp mình cùng nhau làm tập san, tập văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11, cùng nhau chuẩn bị cho hội chợ ba miền, cùng nhau đi ra ngoài, cùng nhau học tập. Và chắc hẳn các con còn nhớ những lần bị cô mắng, những lúc bị cô trách phạt.
Cô đã thật tự hào về những thành tích mà các con đã đạt được. Cô cũng đã thật buồn khi các con lười học. Cô đã thật lo lắng cho các con. Và giờ đây cô thật là nhớ các con. Có lẽ các em còn nhớ đây là lời đầu tiên cô nói với các em khi mới là cô cậu học trò lớp 6 ngày nào để chúng ta làm quen nhau ở những tiết học đầu tiên. Nhưng hôm nay, đây sẽ là cụm từ cô nói trước khi chúng ta trở thành kỷ niệm của nhau. Những bạn 9A3 thông minh, luôn tò mò những vấn đề xã hội. Các bạn 9A1 thì trầm tính hơn, nhưng lại hay hỏi câu chuyện tình yêu thời học trò của cô. Còn các bạn 9A2 thì luôn nở nụ cười rạng rỡ chào cô Thúy Già. Yêu nắm những giây phút chia sẻ cuộc sống với các em. Động lực nắm khi nhận được nụ cười từ khuôn miệng đến ánh mắt của các em. Yêu nắm những khoảnh khắc được các em quan tâm, hỏi thăm sức khỏe. Và hạnh phúc hơn nữa khi thấy các em lắng nghe những câu chuyện hồi ức của chính mình. Sau một năm nỗ lực phấn đấu và năm học 2020-2021, các em đã là những phần tử của tập hợp 7A3. Dưới sự chỉ đạo của Mama Tổng Quản tên Hiền mà lại không hiền chút nào. Một năm học đáng nhớ với những học sinh vui vẻ, tài năng, những tiết học thú vị. Cô biết rằng sau ngày hôm nay, các em mỗi bạn sẽ đến một ngôi trường mới, với thầy cô mới, bạn bè mới. Rồi những năm tháng cấp 3 sẽ còn rất nhiều thử thách đón đợi các em ở phía trước. Có khó khăn, có thách thức, nhưng các em ạ, các em hãy cứ tự tin ở chính mình, không ngừng phấn đấu, không ngừng vươn lên, không ngừng cố gắng. Thì dù ở bất cứ ngôi trường nào hay trong cuộc đời này, cô cũng tin rằng các em đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh, đủ quyết tâm để theo đuổi những giấc mơ của mình. Và khi hiểu các em hơn, gắn bó với các em hơn thì cũng là lúc chúng ta nói lời chào tạm biệt. Cô mong rằng những kiến thức sinh học, những câu chuyện cuộc sống của cô sẽ góp phần giúp các em thêm động lực cho cuộc sống. Và cô cũng tin rằng sau này các bậc học tiếp theo, các em sẽ vững vàng hơn, trưởng thành hơn. Để khi vô tình chúng ta gặp lại nhau, cô sẽ thấy những thanh niên ưu tú trưởng thành hơn. 4 năm học dưới mái trường Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh, các thầy các cô vui mừng và tự hào vì đã giúp các em thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích, giúp các em trang bị được nhiều phương pháp học tập tốt và rèn luyện được những kỹ năng làm việc hiệu quả. Các em hãy biến kiến thức đã được học và những hoài bão thành sức mạnh để vượt qua những thử thách có khi rất khắc nghiệt của cuộc sống, luôn biết hiên ngang, đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời. 38 thành viên của 9A2 là một khối đoàn kết, biết yêu thương, giúp đỡ nhau. Một năm học đã trôi đi với rất nhiều hoạt động đáng nhớ. Bài ca tôm cá đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Quán bà Hương nổi tiếng với các món ăn miền Nam. Cảm ơn các em đã đồng hành, đã biết lắng nghe và chia sẻ cùng cô. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh, học sinh đã tin tưởng lựa chọn ngôi nhà Chu Mạnh Trinh để gửi gắm con em mình, cho chúng tôi có cơ hội được trải nghiệm, được gắn bó với nghề, tiếp thêm sức mạnh cho thầy cô trường Chu hoàn thành tốt sứ mệnh của người thầy. Hôm nay các con đã trưởng thành, trên con đường sắp tới các con đi sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng cô tin tưởng rằng các con sẽ luôn cố gắng hết mình trong học tập, trong công việc và trong cuộc sống sau này. Cô tin tưởng rằng các con sẽ trở thành những người công dân có ích cho xã hội, những con người sống trách nhiệm và biết yêu thương. Cô chúc các con thành công, thành nhân trong cuộc đời. Thầy cô luôn dõi theo bước đi của các con. Mỗi bạn với những ước mơ và hoài bão của riêng mình, các em hãy nỗ lực học tập và rèn luyện. Chúc các em luôn thành công trên những chặng đường tiếp theo. Cô luôn yêu quý các em và chờ tin vui của tất cả các em. Hãy sống thật hạnh phúc. Đó là bài tập về nhà cuối cùng mà cô giao cho các con. Chào tạm biệt các con. Vâng ạ, xin ánh sáng ở dưới sân khấu ạ. Và em Khoa mới được phỏng vấn trực tiếp cảm xúc của một số vị phụ huynh, các bạn học sinh cho xong sau toàn bộ chương trình vừa rồi. Thì khi đấy thì em Khoa ngồi và theo dõi những sự xúc động trên gương mặt của mẹ. Hãy sống trọn vẹn khoảnh khắc này và mẹ hãy nói, chia sẻ cảm xúc đôi điều. Nước mắt vẫn còn ạ, rất tuyệt vời. Trước hết em hãy xin chân thành cảm ơn cô hiệu trưởng của trường Chu Mạnh Trinh và tất cả các phụ
học sinh trong ngày hôm nay. Em rất sức khỏe hôm nay đi sự để tự thành của con. Em cũng mong con và tất cả người đây có một sự trưởng thành hơn, tương tàn hơn và vất vả ba người hoàn thành tốt công việc mà mình và vẫn còn tham muốn. Em cũng mong con cả tất cả chúng mình ở đây có một kỳ thi thật tuyệt vời và cả em đều có cơ bản 100%. À, một ngày bên cạnh vợ em Hoa được trò chuyện với hàng ngày người đấy, cảm xúc của mẹ ngày nào các bé vòng trong tay mình vẫn chăm sóc từng chút chút một, mày đã cao hơn mình rồi, nó sẽ đến điều mà mình chưa có. Mình ngày xưa lam lũ thiệt thòi, ngày hôm nay các con sẽ sống hộ mình, vươn tới ước mơ hộ mình. Vậy thì mẹ đã có suy nghĩ gì và sau toàn bộ chương trình vừa rồi mẹ cảm thấy được điều gì? Kính mời mẹ. Tôi là Đào Thị Phương Liên và tôi là phụ huynh của cháu Hoàng Quân Linh, lớp 9A3 của trường Trung học Cơ sở Chu Tập Trinh. Quả thực ngày hôm nay khi tôi đến dự buổi lễ trưởng thành của con, tôi rất xúc động và đã giúp chúng tôi cũng như là con gần nhau hơn về mẹ con, bố mẹ và con trong gia đình, cũng như sự gần nhau hơn, hiểu thông con và con với bố mẹ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn chương trình cũng như là nhà trường đã tạo ra một buổi lễ trưởng thành thật là thành công và hạnh phúc đối với chúng tôi ạ. Ngồi bên cạnh các con gái á, thầy lên. Mẹ nói lời nhắn nhủ con trực tiếp cho mẹ hôm nay. Anh nói lời yêu thương như lời nhắn nhủ nhận mong đợi con thấy chưa? Mẹ mong đợi tự hào là gì? Mẹ tự hào về con điều gì và mẹ mong đợi con điều gì? Quả thực là mẹ và con trong thời gian vừa qua đều đã gặp rất là nhiều áp lực và có lẽ cái áp lực đó chính là buồn đi, nhưng mẹ biết rằng là với bản lĩnh và nghị lực của con đã vượt qua. Bố mẹ sẽ thật tự hào về con và mong con tiếp tục trên bước đường tiếp theo, con luôn luôn biết yêu thương bản thân, luôn luôn hạnh phúc, và khi con hạnh phúc thì bố mẹ và gia đình luôn hạnh phúc. Con bố mẹ yêu con, ôm mẹ của mình, ôm người mẹ của mình. Khi con hạnh phúc thì bố mẹ hạnh phúc. Và cô Linh ơi, em muốn nói điều gì của mẹ? Em đã chia sẻ cảm xúc của em ngày hôm nay và em muốn nói điều gì với người mẹ của mình là cô Linh cần biết. Rồi, chia sẻ cảm xúc khi vừa được dự một chương trình như thế này tại Trung Tâm Chính và nói với mẹ lời yêu thương mẹ. Cho con với mẹ con được gần nhau hơn. Cũng là một cơ hội để con bày tỏ lòng biết ơn và để yêu thương đến mẹ. Con còn nhiều lúc còn thương quan với mẹ. Con không phải là một người giỏi điều đáng kinh ngạc. Thế nên là rất ít khi con nói những lời yêu thương về mẹ. Con chỉ muốn nói là con rất là thương mẹ. Con nói lại rất nhiều ạ. Vâng. Con cũng yêu thương có rất nhiều cách thể hiện. Có năm điều kiện để thể hiện yêu thương. Đầu tiên là tặng quà thì yêu thương. Thứ hai, dành thời gian chất lượng cho nhau yêu thương. Thứ ba là cái ôm, đụng chạm. Thứ tư là luôn luôn lắng nghe nhau và nhớ nhau. Cảm ơn các con có thể ngồi xuống ạ. Cho nên có thể con có thể không cần phải bị một lời nói nhưng anh phải hành động. Quan tâm xem mẹ khi nào ổn đau, em buồn gì, nghĩ gì, em thấy em vui không. Rồi mình đến cấp 3 mình đi đại học, mình mải với bạn bè ngoài Hà Nội, ở nhà mẹ đang làm gì, mình thân bố vui, ở nhà bố đang làm gì, hãy điện về, bố ơi bố đang làm gì đấy, mẹ con đang làm gì, mẹ gì sức khỏe lắm, đơn giản thế thôi. Nhà có hai người mẹ rồi, bây giờ em qua nghe tâm sự của một người cha,
Em Khoa muốn mời người cha cuối video với tay chào các con nhé. Cái chào đó thì xinh lắm, em được ra em mời anh lên. Rất là cảm động mà đầy đủ yêu thương. Thực sự là cái chủ đề tâm lý hơn chính là sáng là một cái xu hướng không thể nào vượt qua hơn trong buổi cái chuyện lần này. Thì với tư cách là một người cha, cha tôi cũng không có nói nhiều, nhưng mà cha con, nhất là con trai, đầu tiên là cái tình cảm của cha con cũng không có nhiều cơ hội. Nhưng thực sự là cả cha cả mẹ, không phải riêng tôi, tôi nghĩ là tất cả người trong mẹ trong cái gái trong này đều luôn luôn tự hào về con cái của mình. Dù con cái của mình vẫn đang là thế nào thì chẳng nữa, đó cũng là cái mà đều mang lại niềm vui cho cha mẹ. Con trai tôi thì không chưa tham gia kỳ thi giống như các bạn, bởi vì là cuối tuần này con mới thi, nhưng mà đối với tôi kết quả của con còn thế nào thì chẳng nữa, đó cũng là ghi nhận sự cố gắng của con và không bao giờ là để tạo áp lực cho con nữa, bởi vì con làm được cái gì thì làm cho con và cái thành công của con trong cuộc đời mang lại niềm vui của con trong suốt cái quãng thời gian sau này của con, và cũng chỉ có luôn được cái con động viên con và giúp đỡ con. Con là bố ít tôi thì tiền ngày hôm nay tôi tiền. Các bố mẹ ơi, chỉ cần các con là biên bản của các con không cần là biên bản của ai, của hàng xóm, của dòng người kia. Chúng ta hình dung nha, năng lực của con 5 điểm, nhưng con đã cố gắng đến 6-7 điểm, đã là sự cố gắng phi thường rồi. Nếu bố mẹ kỳ vọng con sẽ 8-9-10 điểm là thành công, là giỏi giang. Như vậy là trong mắt bố mẹ con là thất bại, nhưng không, nó năng điểm, năng lực của con chỉ có 5 môn, con đã cố gắng đến 6-7, quá tuyệt. Nên hãy nhìn đúng năng lực của con để phát triển. Con là chính con là phiên bản của con hạnh phúc, là người bố mẹ tuyệt vời được ghi nhận. Và con trai, con hãy cầm lấy cái gì? Con là chàng trai trưởng thành rồi, 15 tuổi rồi. Hãy nói với bố, ai như thế? Lời xin lỗi và lời biết ơn. Con xin lỗi bố một điều gì đấy mình đã sai lầm trong quá khứ, và con hãy nói lời biết ơn với người cha của mình. Người cha thầm lặng. Mời con trai. Gửi lời cảm ơn đến chương trình và được ban được bố được tầm cao hơn. Con tôi muốn xin lỗi bố vì sai lầm và đã mắc phải trong quá khứ, đã biết bao lần thì bố của con làm. Con vừa nói về biết ơn bố, con vừa cảm ơn bố đã dẫn dắt con được khi con còn nhỏ để bây giờ bố đã luôn theo chân con, giúp đỡ con trong mọi việc và đi qua. Con luôn mong bố và luôn hy vọng là bố sẽ luôn tiếp tục theo con trên suốt chặng đường sắp tới. Con sẽ cố gắng để không phụ lòng bố. Quá tuyệt vời, bố tay cho bố ạ, tôi nhau đây ạ. Lúc xin một lời nói thêm với con, bố hy vọng không phải chỉ là bố của con mà bố sẽ là người bạn của con. Rất tuyệt vời, ai người bạn? Vâng ạ, bố không chỉ là bố mà bố còn là người bạn của con. Các bố mẹ nhớ giúp em ba thông điệp này. Trong một gia đình, khi có đủ ba điều này thì người con hạnh phúc vô cùng. Nó không cần phải cờ bạc, game, đua xe bên ngoài, tìm gì bên ngoài. Đó là trong một gia đình, hoặc bố có, hoặc mẹ có, hoặc cả bố và mẹ đều có. Thứ nhất, một người cha. Thứ hai, một người thầy. Và thứ ba là một người bạn. Một người cha để bao dung, để yêu thương. Một người thầy để dẫn dắt chỉ lối cho con. Và một người bạn lắng nghe con. Thì cái đứa trẻ đó ấy, nó không phải tìm bên ngoài. Nếu bố mẹ không có, không là bạn đó, là tìm bạn bên ngoài. Trong gia đình thì không tìm được sự bao dung của người cha, nó tìm bên ngoài. Không tìm được chỉ lối định hướng người thầy, nó tìm bên ngoài. Nó đua xe, là game, là cảm giác mạnh. Nên làm gì cũng được. Bố có, mẹ có, hoặc bố và mẹ tạo nên cho giúp em qua ba thế đó. Hãy là một người cha, người thầy, người bạn của con. Tôn trọng con. Những chàng trai bé 15 tuổi rồi rất cần sự tôn trọng.
thấu hiểu con, để con hạnh phúc, thấu hiểu để hạnh phúc, chứ còn thấu hiểu để áp đặt ước mơ lên con, thấu hiểu để đặt áp lực cho con, đừng thấu hiểu để yêu thương. Và ngày hôm nay thầy biết các em đã chuẩn bị lá thư viết gửi cho bố mẹ của mình, tâm biết ơn trí người sáng. Hãy trao lá thư yêu thương đấy cho người cha người mẹ bên cạnh của mình đi ạ. Đó là một kỷ vật của yêu thương, một minh chứng cho thời gian. Hãy nắm đôi bàn tay, hãy ôm lấy bờ vai của người cha người mẹ của mình đi ạ. Chúng ta đang có khoảnh khắc kết nối của tình phụ tử, tình mẫu tử. Chắc chắn rằng lá thư đó sẽ là minh chứng, lá thư đó là lời hứa con sẽ là người con ngoan, như kỳ vọng của bố mẹ, biết sống yêu thương chính mình, biết ước mơ và biết ơn mọi thứ con nhận được. Dù có đi đâu làm gì thì bố mẹ vẫn luôn ở bên con, dõi theo con. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần học sinh tặng hoa thầy cô, những người cha người mẹ thứ hai của các em trong cuộc đời và trên những hành trình. Và xin được phỏng vấn cô trong quá trình làm video về việc sự lớp cô đã hợp tác rất tích cực từ các bạn học sinh, phụ huynh, và những điều đó để thấy rõ tình yêu tâm huyết của cô Âu từ giữa 93. 93 phía dưới đâu ạ? Tơ tay nhau đây ạ, cổ vũ cô đây ạ. Rồi, xin mời cô Âu ạ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh yêu quý, hôm nay tôi đóng hai vai trò thứ nhất là giáo viên, vai trò thứ hai là phụ huynh học sinh. Tôi vô cùng phục vụ. Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn, gửi lòng biết ơn chân thành nhất tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, trường trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh, trong 4 năm qua đã không quản khó nhọc để dạy dỗ con em chúng tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Tiếp đến, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn với các bậc phụ huynh học sinh đã luôn đồng hành sát cánh cùng chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả các em học sinh, chúng ta đã không ngừng cố gắng rèn luyện và học tập dưới mái trường trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh Thân Yêu. Các em học sinh thân mến, hôm nay các con đã trưởng thành 4 năm học dưới mái trường trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh sẽ trở thành kỷ niệm. Ngày mai, các con sẽ rời xa vòng tay của các thầy các cô. Các con sẽ bước những bước. Các con sẽ bước đi. Bước đi. Vững chắc trên hành trình sắp tới.
Cô rất nhớ các con, nhưng cũng tin tưởng các con sẽ trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Các con sẽ trở thành những con người sống trách nhiệm và biết ơn. Thầy cô sẽ luôn dõi theo bước các con đi. Xin hỏi tạm biệt các con. Vâng ạ. Các hoa được ở đây thấy rõ sự run rẩy trong cảm xúc, trong từng hành động của cô ông, và thấy rõ tâm huyết của người thầy, trái tim người thầy vĩ đại như vậy ạ. Và tại trường Trung Mạnh Trinh còn có một hot boy. Vâng ạ, người đang tờ thầm ạ. Xin mời thầy Dương có những lời chia sẻ các bậc phụ huynh các em trước khi mà 4 năm qua đồng hành với mình rất là nhiều, có thể làm mình thiệt lòng nhưng mà mình yêu nó, tự hào nó vô cùng. Cũng thầy, xin mời thầy. Các bậc phụ huynh, các anh em học sinh yêu trường chúng ta đến trong buổi lễ trưởng thành hôm nay, biết nói gì cho tôi biết ơn đầu tiên là các thầy cô giáo nhà trường cùng chúng tôi đã dạy dắt dạy dỗ các em trưởng thành. Cho tôi gửi lời biết ơn các bậc phụ huynh cùng chúng tôi sát cánh cùng nhà trường để đạt những thành tích cùng nhà trường, và đặc biệt cho tôi biết ơn tới tất cả các em học sinh vô trí, những nhân vật tương lai của đất nước, và các em chính các em cũng đã tạo nên ghi thêm trang vàng nhà trường. Xin cảm ơn tất cả. Vâng ạ, để đáp lại tình cảm thầy cô, xin mời em Hoàng Vân Linh 9E3 đại diện toàn trường sẽ đưa lời chia sẻ. Mời Vân Linh lên sân khấu ạ. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các bậc phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh lớp 9 thân mến. Thật vinh dự cho con được đại diện các bạn học sinh khối 9 lên phát biểu cảm động trong buổi lễ tri ân và trưởng thành long trọng ngày hôm nay ạ. Lời đầu tiên, con xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh cùng các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các bậc phụ huynh, mọi lời nói hay nhất luôn là những lời ghi nhớ công ơn cha mẹ, bảo tần sớm hô mẹ thương con thương lớn, đưa tấm gương gầy cho che chở đời con. Con muốn dành lời cảm ơn đầu tiên đến các bậc phụ huynh, người cha, người mẹ đã đưa chúng con đến một thế giới tươi đẹp, và cũng là người thầy đầu tiên trong cuộc đời của con. Cha mẹ đang nuôi dưỡng dạy bảo chúng con từ những điều đơn giản nhất cho tới lẽ sống đạo đức làm người. Cha mẹ hiểu và quan tâm sâu sắc chúng con, luôn động viên tâm sự với chúng con trong những sinh hoạt hàng ngày, là người bạn đặc biệt của chúng con để có thể chia sẻ nương náu, tìm chỗ dựa. Thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, chúng con, các bạn học sinh lớp 9 vừa trải qua cái di chuyển cấp vô cùng quan trọng trong cuộc đời và chính thức khép lại 4 năm học cấp 2 dưới mái trường trung học cơ sở Trung Mạnh Trinh Dấu Yêu. Mới ngày nào con và các bạn còn được ba mẹ dẫn đến cổng trường tham dự kỳ thi tuyển sinh, con vẫn nhớ mãi cái cảm giác bồn chồn, lo lắng khi ngồi vào phòng thi, trở nên sự vỡ òa để hạnh phúc khi biết bản thân mình đã trúng tuyển. Khi ấy con đã vô cùng tự hào và hãnh diện về bản thân khi được trở thành học sinh của ngôi trường danh giá tên Hoa Bảng Trung Mạnh Trinh. Trong thời gian học, con ôn thi cấp 3, cha mẹ luôn đồng hành cùng với con. Có những đêm dài, con học gửi cho những trang sách dày đặc như con chữ, như con số. Con đang ngủ gần lúc nào hôm nay. Con không rõ mình đang ngủ mất bao lâu trong bài học. Con chỉ nhớ rằng khi ấy con đã giật mình tỉnh giấc vì cảm nhận được tiếng bước chân khẽ khẽ của cha. Cha gọi con dậy, cha nghiêm mặt nhìn con, cha trách sao con lại học khuya, không biết chân quý sức khỏe của bản thân. Khi ấy con tủi thân lắm. Nhưng dưới ánh đèn bàn học, con vẫn nhìn thấy thấp thoáng ánh mắt hơi hoen đỏ, tượng buồn của cha. Cha xót xa, đau lòng khi thấy con học hành vất vả. Cha thương con học nhiều, mắt mỏi, đầu nhức. Anh ăn uống không đủ, gầy đến đau người, nhưng lúc nào cũng mua thuốc cho con, dặn con ăn uống đầy đủ, vậy mới có sức luyện học để thi. Mặc dù những yêu thương của cha luôn được cha giấu kỹ trong những lời khuyên răn và giọng điệu nghiêm túc mạnh mẽ, như ánh mắt cha thì luôn âu yếm nhìn con, luôn âm thầm dõi theo con. Đôi mắt ấy cho con cảm nhận được tình thương của cha. Cha thương con nhiều đến giường nào. Trong thời gian con ôn thi cấp 3, mẹ luôn nhắc nhở con cần biết cân bằng thời gian ôn luyện giữa các môn thi. Mẹ luôn âu yếm ôm con mỗi tối trước khi đi ngủ, thì thào khẽ khẽ vào tai con rằng mẹ chỉ mong con khỏe mạnh, làm bài thi hết sức có thể, còn lại kết quả như nào thì mẹ luôn đều tự hào và cảm thấy vui vì con. Khi con nghe được những câu nói dịu dàng ấy, con thực sự rất là xúc động và nước mắt con trào ra lúc nào cũng không hay. Tình thương của mẹ vẫn luôn rộn rào vô bờ như thế, nó giống một dòng nước trong hay ngọn gió mát mẻ cuốn lấy con, xua tan mọi lo lắng tiếp tục cho lòng con.
chúng con không chỉ được lớn lên dưới sự nuôi dưỡng dạy bảo của cha mẹ mà còn được trưởng thành dưới sự dìu dắt của biết bao nhiêu thầy cô đang làm kính. Dưới mái trường này, chúng con không chỉ được thầy cô đưa chúng con tới những chân trời vị trí thức vững chắc, mà hơn hết là những bài học nhẹ nhàng và đồng nghĩa về cách sống, cách làm người. Với thành tích mà chúng con nhận lấy được ngày hôm nay, ngày mai đều biết bóng sự hy sinh vất vả thầm lặng của các thầy, các cô. Và vì chúng con đứng trên bục vấn, những giải thưởng vinh quang, thầy cô hài lòng mỉm cười gửi lại phía sau như bao lần khác để tiếp tục ươm mầm cho một hành trình mới. Thầy cô giúp con nhận ra và trân quý những giá trị tinh thần giản dị xung quanh mình. Xin cho con một lần nữa được gọi tên các thầy, các cô bằng một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất để cho những âm thanh ấy vang vọng mãi trong tâm hồn con. Chúng con trên những bước đường gian nan hay huy hoàng rực rỡ sau này. Chúng con đã được nuôi dưỡng trong vòng tay ấm áp của cha mẹ và thầy cô, và chúng con đều trưởng thành sống với ý chí và mạnh mẽ hơn để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc với thầy cô và cha mẹ. Chúng con xin hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng để có thể biến những ước mơ hoài bão của cuộc đời thành hiện thực. Chúng con xin hứa sẽ sống tốt hơn để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô và cha mẹ. Những bài học chúng con tiếp nhận từ đấng sinh thành và thầy cô giáo luôn là hành trang đồng hành của chúng con trên mọi chặng đường sau này. Trước khi dừng lời, con xin thay lời của các bạn học sinh khối 9 bày tỏ lòng tri ân đến cha mẹ và thầy cô giáo. Chúng con xin hứa quyết tâm rèn đức luyện tài của người sống tử tế có ích cho cuộc đời, cho xã hội, xứng đáng là con của cha mẹ kính yêu, xứng đáng là học sinh của ngôi trường trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh thân yêu. Con xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn Vân Linh rất là nhiều với những lời hứa sẽ trở thành những người con ngoan, những người sống có ích cho xã hội. Và kính thưa các bố mẹ, trong 4 năm qua chắc chắn rằng cái hành trình của nhà trường sẽ không thể thiếu được sự đồng hành của các bậc phụ huynh. Nhà trường phụ huynh đồng lòng thì các con hạnh phúc. Và bây giờ xin trân trọng kính mời đại diện ban phụ huynh đã rất là nỗ lực hỗ trợ nhà trường thời gian qua. Ngày hôm nay trên khoảnh khắc này trên sân khấu này, kính mời ông Đỗ Khắc Thắng, đại diện cho phụ huynh khối 9 ạ, để phát biểu và trao quà tặng nhà trường. Xin kính mời trân trọng ông. Các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, các cô giáo, các cán bộ, nhân viên nhà trường, kính thưa các bậc phụ huynh và toàn thể các con học sinh thân mến, để có mặt ngày hôm nay trong buổi lễ trên này, thực sự đến giờ phút này tôi cũng rất là xúc động và cũng không biết nói gì cả. Thời gian thì tôi cũng rất nhanh, mỗi ngày nào các con mới bước chân vào mái trường này, nay đã tấm lòng 4 năm. Và hôm nay cái buổi lễ trên này là buổi lễ trên để gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên nhà trường đã cố gắng dành tâm huyết chỉ bảo cho các con chúng tôi. Qua đây tôi cũng gửi lời cảm ơn tới các bậc phụ huynh đã cố gắng cùng với các đại diện phụ huynh nhà trường để làm tốt những công tác cùng với nhà trường để tạo điều kiện cho các con có môi trường học tốt nhất. Tôi cũng có một lời nhắn nhủ với các con. Các con thì tuổi các con đã thi xong tốt nghiệp rồi, đã thi với trường cấp và đã trở kết quả, thì chúng cũng mong rằng là thật chặn đường tiếp theo dù còn rất nhiều tương lai, nhưng các con cũng sẽ vượt qua và có thành quả tốt đẹp. Có một cái ấn tượng rất sâu sắc khi bước chân vào ngôi trường này, chúng đấy là có một cái khẩu hiệu. Và đến bây giờ chúng vẫn thấy là đó là một cái gì đó, và nó là một cái kỹ năng của trường Trung Trinh này, là trên đất nước công không có dấu chân của kẻ đường biên. Cứ vào dòng đó là một cái thông điệp chúng gửi tới các con. Xin được cảm ơn. Cô Hồng, cô Nguyễn Thị Hồng sẽ ra nhận quà đại diện nhà trường, nhận món quà từ phía các phụ huynh khối 9 ạ. Và kính mời ông Thắng sẽ trao món quà. Vâng ạ, món quà rất là ý nghĩa. Đây là món quà rất là tiếp nối công việc giảng dạy, trình chiếu những hình ảnh yêu thương, những hoài niệm ạ. Cảm ơn ông rất là nhiều.
Xin chúc mừng các bậc cha mẹ, hôm nay chúng ta được chứng kiến sự trưởng thành của các con. Điều thứ hai, tôi muốn nói lời cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng và gửi gắm con em cho chúng tôi và đã đồng hành cùng với chúng tôi suốt 4 năm vừa qua. Điều thứ ba, đó là mong ước của chúng tôi, mong rằng cha mẹ hãy tiếp tục đồng hành cùng với con với tình yêu thương, sự thấu hiểu và tôn trọng để các con được trưởng thành trong hạnh phúc. Đấy là ba điều mà tôi muốn gửi gắm tới các bậc cha mẹ học sinh. Đối với các con học sinh, cô muốn nói với các con rằng các con chính là một phần quan trọng của ngôi trường này, là những nước nhạc rộn ràng của bài ca tự hào trường em Chu Mạnh Trinh, và là những là tập phim quan trọng trong tập dài 20 trong bộ phim 27 tập truyền thống nhà trường. Điều thứ hai, tôi cảm ơn vì các con đã lựa chọn ngôi trường này để học tập và rèn luyện tại đây, và các con đã không ngừng cố gắng để tốt hơn mỗi ngày, để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Dù có những lúc, có những việc chưa thật là đẹp, chưa thật hoàn hảo, nhưng thầy cô nhìn thấy đằng sau đó các con vẫn là những cô bé, cậu bé hồn nhiên, trong sáng, có tình yêu thương với thầy cô, bạn bè nhà trường và làm những điều tốt cho xã hội. Đó là những tố chất quan trọng để các con ngày càng hoàn thiện và trở thành người tử tế. Thầy cô tin điều đó, tất cả các con sẽ trở thành những người sống tốt và có ích cho xã hội. Điều thứ ba, cô muốn nói rằng sau này dù đi đâu, làm gì, các con hãy không ngừng nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Và trước khi muốn trở thành người thành công, các con hãy rèn luyện để trở thành người sống tử tế, người sống với lòng biết ơn và tình yêu thương. Điều thứ tư, cô muốn nói rằng Chu Mạnh Trinh chính là ngôi nhà thứ hai của các con. Thầy cô luôn dõi theo sự trưởng thành và mong chờ ngày đón các con quay trở về. Và 20, 30 năm sau, thầy cô mong ước các con chính sẽ trở thành người như các con mơ ước ngày hôm nay. Đấy là 4 điều cô thay mặt các thầy cô ở đây muốn trao gửi với các con. Cuối cùng, không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn quý vị đại biểu, quý thầy cô, các con học sinh đã dành sự chú tâm trọn vẹn cho buổi tối ngày hôm nay. Chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến với tất cả các đại biểu, các con học sinh, và chúc các con học sinh của trường Chu tiếp tục tự tin vững bước thành công trên chặng đường phía trước. Xin trân trọng cảm ơn. Như một người thuyền trưởng, như một người chỉ cả ở đại gia đình, lo toan lặng lẽ, có thể không trực tiếp đứng lớp đâu, nhưng phía sau giờ họ bình an của đại dịch, phía sau những bộ phận của các thầy cô chủ nhiệm là các thầy cô trong ban giám hiệu lo toan định hướng từng chút một để ngôi nhà này luôn an toàn, ngôi nhà này luôn hạnh phúc. Có nhiều thật là các con không bao giờ thấy được phía sau người thầy, người cô không trực tiếp dạy các con. Có thể là cô giáo thầy súng, cô giáo dạy lớp công dân, thầy giáo dạy sử, dạy địa, dạy văn, tất cả các thầy cô đã và đang từng ngày từng giờ đóng góp cho mái nhà chung này. Hãy biết ơn điều đó, tâm biết ơn chính người sáng. Thầy muốn lắng nghe các con nói cái thông điệp này, bên này sẽ nói tâm biết ơn và bên này nói chí người sáng, như tiếng vọng, như lời hứa với thầy cô, với bố mẹ. Hãy nói với tất cả những mức thương của mình rộng rãi nhất, tự hào nhất. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu nha. Bên này tâm biết ơn và bên này hô chí người sáng không thầy? Tập trung. Tạm gác lại những câu chuyện còn rời xa, đưa yêu thương trở về, tâm về với thân. Không còn tự tâm, mỉm cười, thấy mình đã hạnh phúc. Và bên này, tâm biết ơn.
Thế này, trí người sáng. Rồi, cảm ơn thầy cô, cảm ơn các bố mẹ, các bạn. Nói rồi. Làm thứ nào? 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 Làm thứ nào?